Y đạo quan đồ, Trương nhất châm. Chương 551, quỹ đạo 1. Trương nước Phóng cười nói, đó là trường hợp công khai, nói đúng ra thì chúng ta phải làm tốt quan hệ cảnh dân, cá với nước là một nhà. Gã lại một lần nữa dướn lên, hai tay từ phía sau ôm lấy Trung Hải Yến. Trung Hải Yến tức giận, cút ngay, ngày hôm qua khi cần anh thì anh đang làm gì? Trương nước Phóng ôm chặt lấy Trung Hải Yến, dí sát vào mặt cô ta, nói ngày hôm qua là hải thiên cần anh nếu là em cần anh anh khẳng định sẽ tới bên cạnh em ngay lập tức trung hải yến nói em coi như đã nhìn thấu anh rồi khi không có chuyện thì cả ngày quấn quanh khi thật sự có chuyện thì trốn xa chẳng ai tìm thấy nổi trương đức phóng nói anh cũng có nỗi khổ riêng mà loại tình huống ngày hôm qua cho dù anh đến cũng không giải quyết được vấn đề gì trung hải yến dấy khỏi tay gã ngồi xuống salon nói cái tên thạch thắng lợi kia cũng thật sự là đáng ghét không hiểu đoạn kim long vì sao lại muốn lấy lòng hắn. Trương Đức Phóng nói, còn không phải là vì nể mặt cha hắn ư, có điều thằng ôn này cũng xui xẻo, không ngờ lại trêu chọc đúng Trương Dương. Trung Hải Yến nói, Trương Dương lần này hình như là hận luôn cả hải thiên của chúng ta rồi. Trương Đức Phóng nói, sau khi hắn tới Nam Tích đã thay đổi rất nhiều, đi đâu cũng gây thù chuốc oán, rõ ràng là muốn làm lớn một trận, anh hiện tại cũng không đoán được hắn muốn gì. Trung Hải Yến liếc mắt nhìn gã, nói, ngày hôm qua không đến, có phải bởi vì đoán chắc rằng hắn sẽ không nể mặt anh đúng không? Trương Đức Phóng, gặp chuyện khó giải quyết, anh chỉ có thể không giúp cả hai bên, đợi bọn họ bớt giận rồi mới lại đi ra làm người hòa giải. Trung Hải Yến nói, vấn đề đã được giải quyết chưa? Audio điện tử võ tấn bền Trương Đức Phóng gật gật đầu, Trương Dương đồng ý không truy cứu chuyện ngày hôm qua nữa, có điều bắt Hải Thiên phải bỏ ra 30 tài trợ cho giải bóng đá ngôi sao tháng sau. Trung Hải Yến mắt đẹp trợn lên, 30 vạn, đoạn kim long chắc sẽ đau lòng muốn chết. Trương Đức Phóng nói, đau lòng cũng phải lấy ra thôi. Trung Hải Yến nói, em thật sự không hiểu, Hải Thiên của chúng ta luôn luôn đối đãi với Trương Dương như thượng khách, hắn vì sao lại muốn đối chọi với chúng ta. Trương Đức Phóng nói, bỏ đi, hắn hiện tại vô ai tóm ai thì mặc kệ, tốt nhất là đứng có xung đột chính diện với hắn. Trung Hải Yến rút thuốc lá ra, không đợi cô ta châm thuốc, Trương Nước Phóng đã giật lấy, con gái tốt nhất đừng hút thuốc. Trung Hải Yến cả giận nói, mặc kệ em, mà trả lại cho em. Trương Nước Phóng cười nói, anh là muốn tốt cho em thôi. Trung Hải Yến tóm lấy tay của gã cướp thuốc, lại bị Trương Nước Phóng giữ chặt, ghé vào tai cô ta, nói, em nếu thật sự muốn hút thì hút cái đó của anh đi. Trung Hải Yến mặt nóng bừng, gát tử quỷ, có tin em cắn đứt cái đó của anh luôn không? Công trường trung tâm thể dục mới trở nên bận rộn chưa từng có, trừ công ty xây dựng thể kỷ mới vào sớm nhất ra, tập đoàn xây dựng phong dụ của Lương Thành Long cũng chính thức vào công trường, xét thấy kỳ hạn công trình khẩn trương, gã tập trung đại bộ phận công nhân dưới tay đồng bộ bắt đầu xây dựng công viên và sân thể dục, nhiều trường quán cùng khởi công, tràng diện rất náo nhiệt và bận rộn. Bên trong còn có hơn 10 đội công trình, đang dỡ hai tòa nhà của công trường, đội công trình này thuộc về mạnh sĩ cường, gã bất đắc dĩ phải quỳ gối trước Trương Dương, cuối cùng cũng có được sự đồng ý của đối phương, lúc này đang tự mình dẫn người dỡ bỏ phòng ốc. Trương Dương mở xe pick up đi vào hiện trường công trường, trước tiên nhìn nhìn tình huống dỡ bỏ của mạnh sĩ cường ở bên kia, ước chừng hôm nay có thể dỡ xong toàn bộ, một khối bệnh vảy nến cuối cùng dán ở trung tâm thể dục mới rốt cuộc cũng bị hắn thành công diệt trừ. Mạnh sĩ cường nhìn thấy xe của Trương Dương, do dự một chút chút rồi vẫn đi tới. Trương Dương cũng không xuống xe, hạ cửa kính xe xuống nói, anh hành động nhanh lắm. Mạnh sĩ Cường nghĩ thầm, tao không nhanh được à, sợ mày lại thay đổi chủ ý, tao phải mau mau hủy diệt chứng cứ chứ. Gã cười cười nói, sợ ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng của trung tâm thể dục mới. Trương đại quan nhân cười tủm tỉm nhìn mạnh sĩ Cường, ngoan rồi đấy, con mẹ nó, sớm biết thế này thì lúc trước đừng làm, dỡ bỏ phòng ốc trước đi có phải tốt không? Trương Dương nói, hai nông dân công bị chó cắn thương thế nào rồi? Mạnh sĩ cường nói, tôi tới bệnh viện thăm rồi, trừ tiền dược phí ra, trả thêm cho mỗi người 500 đồng. Trương Dương gật gật đầu, mạnh sĩ cường coi như biết điều. Lúc này nhìn thấy xe BMW của Lương Thành Long lái tới, Trương Dương mở cửa xe đi xuống. Lương Thành Long đỗ xe xong, kiều bằng cử từ trên xe bước xuống trước, cười cười gật gật đầu với Trương Dương, chống nạnh nhìn tình huống dỡ bỏ. Mạnh sĩ cường biết thân phận của bọn họ, vốn định tới chào hỏi, nhưng nghĩ một chút, người ta có thân phận gì chứ căn bản sẽ không quan tâm tới một tiểu nhân vật như hắn tốt nhất là đừng tới tự tìm mất mặt lương thành long nhìn mạnh sĩ cường rời đi cười cười nói với trương dương được đây hộ bị cưỡng chế này bị cậu thu phục bắt phải ngoan ngoãn rồi thật sự là có tài trương dương nói kẻ thức thời là trang tuấn kiệt người ta cũng không phải là kẻ ngốc hiểu được cân nhắc lợi hại lương thành long lại nói nghe nói cậu hôm qua đập con trai của bí thư thạch khu thiên hối một trận à trương dương cười nói đều chuyện quá khứ rồi lương thành long nói thời gian đến nam tích không dài mà đã tạo ra được danh khí rồi kiều bằng cử xoay người cười nói tay không đánh khắp thiên hạ trương dương người ta làm quan là dựa vào trí tuệ cậu làm quan là dựa vào nắm đấm trương dương mắng tôi đấy à nói tôi không có trí tuệ ư kiều bằng cử nói dương mưu cũng là mưu lược cậu là cao thủ dùng dương mưu nếu đổi thành người khác trung tâm thể dục mới này khẳng định không thể di rời được. Gã đi tới bên cạnh Trương Dương, nghe nói đầu tháng sau sẽ có giải ngôi sao. Trương Dương, ta thông qua đạo diễn Hong Kong Vương chuẩn liên hệ với đội bóng ngôi sao Hong Kong rồi, tháng sau sẽ có một trận giao hữu với đội bóng đá nữ của tỉnh ta, giúp tuyên chuyên vận của tỉnh. Kiều Bằng cử nói, cậu đúng là biết tìm người, cho tôi 20 cái vé đi, tôi mang đi tạo nhân tình. Phía Lương Thành Long cũng nói, cũng cho tôi 20 tấm nhé. Trương Dương nói, yên tâm đi, vé sẽ chuẩn bị tốt cho các anh, vị trí cũng tốt nhất. Kiều Bằng Cử nói, Mộng Viện và Thờ Duy sẽ tới, bọn nó muốn tận mắt nhìn thấy trung tâm thể dục mới của chúng ta, xem đầu tư của nó có đúng chỗ hay không. Trương Dương không khỏi bật cười, bọn họ tới, tôi ta sẽ làm tốt công tác tiếp đái. Kiều Bằng Cử nói, cuối tuần tập đoàn tinh nguyệt của Singapore sẽ có người tới, xem ra việc đầu tư của cảng nước sâu có hy vọng được giải quyết rồi lương thành long lương thành long nói thì dễ nhưng muốn bàn ra kết quả chỉ sợ vẫn phải rất mất thời gian kiều bằng cử nói nói chung cũng có chút hy vọng trương dương nhớ tới chuyện của hà trường an hỏi anh đã liên hệ với hà trường an chưa kiều bằng cử gật gật đầu nói y là con cáo già đối với cảng nước sâu chỉ mang thái đội quan sát nếu tập đoàn tinh nguyệt có thể tiếp tục đầu tư tin rằng y sẽ rất nhanh quay về nam tích lương thành long tràn đầy đồng cảm nói hợp tác với loại người này phải có tâm nhã. Kiều Bằng cử tràn ngập tin tưởng nói, y vẫn chưa đến mức sẽ lừa tôi. Trương Dương và Lương Thành Long liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều minh bạch, ở trên khối đất Bình Hải này, trong giai đoạn Kiều Trấn Lương còn cầm quyền, không ai dám gây bất lợi đối với Kiều Bằng cử cả. Hà Trường An chẳng những là cao thủ vận tác vốn mà đối với chính trị cũng hiểu biết thâm hậu, người này trước khi làm chuyện gì cũng đều suy nghĩ cẩn thận, giữa y và Kiều Bằng cử nhất định có hợp tác mà không ai biết. Lương Thành Long nói, nghe nói giải bóng đá ngôi sao là khách sạn Hải Thiên làm nhà tài trợ duy nhất. Đoàn Kim Long lần này sao lại hào phóng thế? Trương Dương cười nói, quan chỉ tình ở trong khách sạn của hắn gặp chuyện không may, hắn nói sao cũng phải làm ra một chút bồi thường chứ. Lương Thành Long bật cười, hắn biết Đoàn Kim Long nhất định là nhất định là bị ép buộc, bằng không với tính cách keo kiệt của gã, chắc sẽ không nhỏ máu như vậy đâu. Trương Dương dạo qua một vòng quanh công trường rồi lái xe đi. Khi trở lại ủy ban kỷ luật, nhìn thấy một người đứng ở dưới lầu, một tay chống nạnh, một tay cầm nắp động cơ của xe Ciali màu đỏ, đứng ở đó, bộ dáng trông rất có khí thế. Nghe thấy tiếng bánh xe, gã quay đầu lại, không ngờ lại là Hà Trác Thành, cha của Hà Hâm Nhan. Trương Dương đỗ xe lại, đẩy đẩy cửa bước xuống, Hà Trác Thành tuy rằng không phải là hạng tốt lành gì, nhưng dù sao cũng là cha của Hà Hâm Nhan, là nhạc phụ trên thực tế của là hắn, Trương Dương cười nói, "Hà tiên sinh" ngọn gió nào thôi ông tới đây vậy? Hà Trác Thành nhìn thấy Trương Dương, vừa cười tươi giói vừa giơ tay ra, cái nhẫn vàng trên tay lóe sáng chiếu vào mắt Trương Dương. Hà Trác Thành nói, chủ nhiệm Trương, tôi lái xe từ Lam Sơn tới đây là có chuyện quan trọng muốn bàn với cậu. Trương Dương cười cười, bắt tay với y, chỉ chỉ vào văn phòng của mình, tới đó rồi bàn. Trương 551, Quỹ Đạo 2 Hà Trác Thành đi theo Trương Dương đi vào văn phòng của hắn, ngồi trên sofa, nhấc chân lên bắt chéo vào nhau, bởi vì Trương Dương giới thiệu một số nghiệp vụ quảng cáo cho y, công ty quảng cáo nhỏ của Hà Trác Thành cũng buôn bán lời được ít tiền, nhẫn và xe đều là mới mua, trên người bất chi bất giác tiêm nhiễm rất nhiều khí chất của hạng nhà giàu mới nổi. Trương Dương nhìn y một cái, tuy rằng không nói gì, nhưng Hà Trác Thành vẫn lập tức cảm giác được Trương Dương có chút không vui, y tỉnh ngộ, mình có sĩ diện khảnh khẳng thì cũng phải phân rõ đối tượng. Nếu không phải là Trương Dương giới thiệu khách sộp tưởng kỳ vĩ cho y, Y hiện giờ vẫn không biết là đang ở đâu uống gió tây bắc, Hà Trác Thành cuống quyết bỏ chân xuống, ngồi nghiêm chỉnh, thành ra lại có vẻ quá mức nghiêm túc. Trương Dương rót trà cho y, mỉm cười nói, "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?" Hà Trác Thành nói, "Là như thế này, lần trước may mà có cậu giới thiệu khách sộp tưởng tiên sinh cho tôi, gần nhất công ty quảng cáo hoan nhân của chúng tôi cũng làm ăn được, tôi cũng kiếm được ít tiền." Trương Dương nhìn cái nhẫn lớn sáng long lanh của y, cười nói, "Nhìn ra rồi." hà trác thành đứng dậy đi tới trước mặt trương dương lấy ra một cái phong bì đưa cho hắn nói chút tâm ý nho nhỏ để tỏ lòng trương dương vừa nhìn đã biết bên trong cái phong bì này là một vạn đồng không thể ngờ được hà trác thành cũng có trò này xem ra thương trường thật sự là một cái thùng nhuộm người nào đi vào đều phải học được trò này trương dương nói mau cầm về đi nếu không tôi sẽ bắt ông tới viện kiểm sát đó hà trác thành biết trương dương là cố ý dọa y không muốn cầm tiền liền cười nói, tôi là cha của Hâm Nhan mà, cậu không đến nỗi làm vậy với tôi đâu. Trương đại quan nhân rất là bất mãn đối với những lời này của Hà Trác Thành, tuy rằng hắn và Hà Hâm Nhan là quan hệ tình nhân, nhưng Hà Trác Thành cũng không nên tự dưng không có việc gì lại lôi Hà Hâm Nhan ra nói. Hắn nhíu nhíu mày nói, chính bởi vì ông là cha của Hâm Nhan, cho nên tôi mới khách khí như vậy với ông, ngang nhiên đút lót là phạm tội, tôi cũng không phải là nói đùa với ông, nếu tôi đưa ông đến viện kiểm sát với chỗ tiền này đủ để cho ông ngồi tù 2 năm rồi. Hà Trác Thành lúc này mới có chút sợ hãi, cuống quyết cất tiền đi, nói tôi không phải là có ý hối lộ cậu, là muốn biểu đạt một chút lòng biết ơn của tôi thôi. Trương Dương trên mặt lúc này mới lộ ra mới lộ ra vẻ tươi cười, đừng sợ, nói đùa với ông thôi mà, tiền tôi không cần, những cán bộ quốc gia chúng tôi quan trọng nhất chính là Thanh Bạch, ông đưa tôi tiền không phải là cảm ơn tôi mà là hại tôi đó. Hà Trác Thành nói, ngại quá, tôi sau này sẽ không làm vậy nữa. Trương Dương nói, ông có chuyện gì thì cứ nói ra đi, tôi có thể giúp được thì sẽ nhất định hỗ trợ hết sức. Hà Trác Thành nói, ta gần đây bàn một vụ làm ăn, muốn treo biển quảng cáo cỡ lên trên mấy tòa nhà của Nam Thích, nhưng tôi ở Nam Thích lại không có quan hệ gì, vừa hay nghe nói cậu tới đây đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, cho nên tôi mới mặt dày tới tìm cậu. Trương Dương nói, mấy tòa nhà nào? Hà Trác Thành liền đưa danh sách đưa cho hắn, Trương Dương cầm lên đọc, có khách sạn Hải Thiên ở trung tâm thành phố, quảng trường xe lửa Nam Tích gần khách sạn Thiên Lam, còn có khách sạn quốc tế Nam Dương mà ông chủ của Nam Quốc Sơn Trang Lý Quang Nam đầu tư, ba tòa này đều là khách sạn 5 sao, Trương Dương nói, đã bàn với họ chưa? Hà Trác Thành gật gật đầu nói, bàn rồi, bọn họ đòi giá rất cao, tôi muốn áp dụng phương thức chia phần. Trương Dương nói, như vậy đi, quốc tế Nam Dương và Hải Thiên tôi có thể thuyết phục giúp ông còn khách sạn thiên lam thì tôi cũng không quen tốt nhất là tự ông đi bàn hà trác thành vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng y vốn hy vọng trương dương có thể giúp y thuyết phục một nơi là tốt lắm rồi không ngờ trương dương lại thống khoái như vậy đã đáp ứng giúp y thuyết phục hai nơi hà trác thành nói thật sự là rất cảm ơn cậu đợi sau khi xong việc tôi nhất định sẽ hậu tạ trương dương cười nói không cần cái này cũng không tính là chuyện lớn tôi giúp ông cũng không cần hồi báo gì cả ông về sau đối tốt với hâm nhan hơn là được hà trác thành liên tục gật đầu trương dương lúc này cầm lấy điện thoại gọi cho chủ tịch lý quang nam của nam dương quốc tế lý quang nam thiếu hắn nhân tình vừa nghe thấy chuyện c trương dương lập tức gật đầu đáp ứng trương dương sau đó lại gọi cho trung hải yến trung hải yến cũng không dám không nể mặt hắn lập tức nói rằng mình sẽ xin chỉ thị của đoàn kim long trên cơ bản chuyện này không có vấn đề gì lớn trương dương đặt điện thoại xuống nói với hà trác thành ông tới chỗ nam dương quốc tế trước chủ tịch và tổng giám đốc của bọn họ đều là bạn của tôi không thành vấn đề điều kiện cụ thể thì các ông gặp mặt nhau bàn bạc hà trác thành ngàn ân vạn tả cáo từ rời đi hà trác thành đi được không lâu trương dương liền nhận được điện thoại của hà hâm nhan trong giọng nói của hà hâm nhan lộ ra vẻ tức giận không đợi trương dương lên tiếng đã liền chất vấn anh sao lại thế đã bảo anh đừng có quản chuyện của ông ta anh sao lại đi quản làm gì Trương Dương bật cười, cô bé, sao lại tức thế, em sao mà biết được vậy? Hà hâm nhan cả giận nói cả giận nói, ông ta hôm qua bảo em đi tìm anh, em không đồng ý, nhưng em nghĩ đi nghĩ lại vẫn không an tâm, sợ ông ta trực tiếp tới tìm anh, cho nên mới gọi điện thoại cho ông ta, không ngờ ông ta đã tìm tới rồi, còn vui mừng hớn hở nói chuyện đã được anh giúp giải quyết rồi. Trương Dương nói, nói sao cũng là cha của em mà, có thể giúp được thì anh sẽ giúp, em cũng không muốn ông ta sống lông bông qua ngày phải không hà hâm nhan nói ông ta không thay đổi được đâu có tiền chỉ tổ càng làm thêm nhiều chuyện xấu trương dương bật cười anh cười cái gì hà hâm nhan bực bội nói máu mù tình thâm em ngoài miệng thì mắng ông ta nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm em chẳng quan tâm có quan tâm thì chỉ quan tâm anh thôi trương dương nói nhớ em quá khi nào thì trở về vậy Hà Hâm Nhan nói: "Hôm nay?" Trương Dương sững người: "Hôm nay ư?" Hà Hâm Nhan cười khanh khách nói: "Quảng cáo mới của Thủy Chi vận quay xong rồi, em có được kỳ nghỉ một tuần, hôm nay sẽ bay về." "Thật ư?" Hà Hâm Nhan ừ một tiếng, thấp giọng nói: "9 giờ tối, đừng quên tới đón nhé." Trương Dương nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 4 giờ chiều, hắn cười nói: "Được, anh tối nay sẽ tới sân bay đón em đúng giờ." Thấy còn cách lúc tan làm một đoạn thời gian nữa, Trương Dương triệu tập mấy vị thành viên đảng tổ tới mở họp, chủ đề của họp vẫn là xoay quanh việc tiến hành công tác chủ bị cho vận hội tỉnh. Trương Dương nói, lãnh đạo thành phố vừa mới chuyển đạt đến một ý kiến, cho rằng đại sứ hình tượng của vận hội tỉnh cho chúng ta còn cần phải tăng thêm mấy người, chủ yếu lo tiểu thư quan chỉ tình là người Hoa Quốc tịch Mỹ, nói rằng cô ấy không đại biểu cho hình tượng của nam tích chúng ta được. Phó chủ nhiệm Thôi Quốc Trụ nói, thị lý lo lắng như vậy cũng đúng, dù sao quan chỉ tình cũng là người Mỹ, Vận hội tỉnh chúng ta vẫn phải suy nghĩ tới hình tượng đảng và quốc tế. Trương Dương, không phức tạp như vậy, nhưng thị Lý đã nói thế, chúng ta cũng không cần phải phản đối, tìm thêm mấy đại sứ cũng chỉ là chuyện dệt hoa trên gấm, tôi thấy chuyện này giao cho chủ nhiệm Lý phụ trách đi. Lý Hồng Dương cười cười nói, tôi cũng không biết phải mời ai. Trương Dương nói, thị Lý nói phải mời quán quân thế giới của bản thổ Nam Thích chúng ta, để danh quán quân thể thao Đồng Lễ Na, anh mời cô ấy đi. Lý Hồng Dương nói, thế thì phải tìm Dương Quảng Trí, Đồng Lệ Na là đệ tử của ông ta. Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương nói, chuyện cụ thể thì tôi không hỏi, anh mau chóng hoàn thành chuyện này đi. Hắn lại nói, chuyện mời huấn luyện viên thế nào rồi? Lý Hồng Dương nói, trên cơ bản đã định ra rồi, chỉ thiếu mỗi ký hợp đồng cuối cùng thôi. Trương Dương nói, rất tốn tiền à. Tất cả mọi người ở đây đều bật cười bật cười khẳng định là phải tốn tiền rồi, những người mà Trương Dương yêu cầu mời đều là huấn luyện viên nổi danh trong nước, không có thủ lao đãi ngộ tốt thì người ta sẽ không tới. Phó chủ nhiệm Tang Kim Đường nói, thị lý sẽ không chi cho chúng ta đâu, khoản tiền này phải tính sao? Trương Dương nói, dễ thôi mà, thành phố Nam Tích có nhiều xí nghiệp như vậy, tìm xí nghiệp tài trợ đi. Tang Kim Đường cười khổ nói, xí nghiệp không có hứng thú đối với loại đại hội thể dục thể thao cấp bậc này người ta chắc gì đã tài trợ. Trương Dương nói, đầu tháng sau trận đấu của đội bóng đá ngôi sao là một cơ hội, tôi chuẩn bị một số vé khách mời, mời hết những lãnh đạo xí nghiệp tài đại khí thô của Nam Tích tới. Tang Kim Đường thật sự là hối hận rồi, mình sao mà lắm mồm thế, lắm mồm thế này, chuyện này khẳng định là loại rơi lên đầu mình. Tổ trưởng kiểm tra kỷ luật đoạn kiến Trung nói, nghe nói vấn đề cảng nước sâu có hy vọng được giải quyết rồi, như vậy, chúng ta sẽ có hy vọng được thị lý ủng hộ thêm tài chính, chương 551, quỹ đạo 3. Trương Dương cười nói, chúng ta không thể cứ mãi trông cậy vào thị lý được, gặp khó khăn lại cứ nghĩ đến chuyện chia tay xin thị lý, loại tư tưởng ỷ lại này không được đâu. Đoạn kiến trung nói, ủy ban thể dục thể thao chúng ta luôn là nha môn nước trong, chỉ dựa vào chút thu nhập của chúng ta, ngay cả duy trì trường quán thể dục bình thường cũng không đủ. Trương Dương nói, thu nhập thấp thì không thể oán chính phủ được, là bản thân chúng ta không chịu động não, vận hội tỉnh lần này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội hiếm có, chúng ta xúc tiến sự nghiệp thể dục nam thích đồng thời cũng có thể nhân cơ hội để thăng thực lực của Ủy ban thể dục thể thao chúng ta. Phó Cục trưởng Lưu Cương nói, nhưng hiện tại Ủy ban thể dục thể thao không có tiền, thời đại này làm chuyện gì cũng phải có tiền. Trương Dương nói, tiền đích xác là một vấn đề, chúng ta phải nhanh chóng vận tác công tác tiền kỳ của vận hội tỉnh, tranh thủ kinh doanh tốt phẩm bài của vận hội tỉnh, đạt được một khoản tài chính tiền kỳ. Thôi quốc trụ nói, phẩm bài của vận hội tỉnh không đáng tiền, không có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú. Trương Dương cười nói, lão thôi, anh đừng nói những lời nản lòng như vậy, án chiếu theo kế hoạch đi từng bước, rất nhanh ngày tháng của chúng ta sẽ tốt hơn. Sau khi tan họp, Trương Dương gọi tiêu điều mẫn tới, tiêu điều mẫn hôm nay trên cuộc họp Thủy chung không lên tiếng, Trương Dương nói chuyện tôi giao cho chị thế nào rồi. Tiêu điều mẫn cười nói, anh là nói vấn đề điều động đồng chí phó trường Trinh à, điều lệnh đã phát đi rồi, bên kia cũng đồng ý thả người, nếu thuận lời thì tháng sau anh ta sẽ tới Nam Tích làm. Phó Trường Trinh là thư ký trước đây của Trương Dương, hành văn của gã rất khá, Trương Dương sau khi tới Nam Tích, thiếu một trợ thủ giúp hắn giải quyết giấy tờ, vì thế nên nhớ tới Phó Trường Trinh, sau khi liên hệ với gã, phát hiện Phó Trường Trinh cũng muốn được điều tới đây cùng hắn, cho nên liền giao công tác điều động gã cho Tiêu Điều Mẫn đi làm. Tiêu Điều Mẫn từ trên chuyện này cũng nhìn ra, Trương Dương đã có ý chuẩn bị công tác trường kỳ ở Nam Tích, vị chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao trẻ tuổi này sau khi thành công lập, bắt đầu bắt tay vào xây dựng ban để của mình. Cô ta đã điều tra rất rõ ràng về Phó Trường Trinh, biết Phó Trường Trinh khi còn ở phong trạch chính là thư ký chuyên dụng của Trương Dương. Chuyện này cũng khiến Tiêu điều, điều Mẫn cảm thấy có chút nguy cơ, sự có mặt của Phó Trường Trinh phải chăng có nghĩa là trợ lý chủ nhiệm như cô ta sẽ không còn gì để làm. Trương Dương tựa hồ nhìn ra nỗi lo của cô ta, mỉm cười nói chị tiêu chuyện ủy ban tổ chức vận hội tỉnh tạm thời do chị phụ trách chị về sau sẽ bận rộn lắm đấy tiêu điều mẫn nói tôi không biết mình có thể làm tốt hay không trương dương nói không thành vấn đề tôi tin tưởng vào năng lực của chị câu này khiến tiêu điều mẫn trong lòng ấm áp xem ra trương dương không ý vứt bỏ cô ta cô ta thấp giọng đề nghị chủ nhiệm trương tôi có vài ý tưởng có thể là không được thành thục lắm cho nên vừa rồi ở trong cuộc họp không nói ra Trương Dương gật gật đầu, cổ vũ cô ta nói ra. Tiêu điều mẫn nói, nếu trên tài chính gặp, vì sao không suy nghĩ tới vay của ngân hàng, có chiêu bài vận hội tỉnh này để đi vay nợ, tin rằng ngân hàng sẽ nôn ra một chút tiền. Trương Dương quả thật là không có chú ý với ngân hàng, tiêu điều mẫn vừa nhắc nhở, khiến hắn như được khai sáng, không sai, có thể vay trước một bộ phận hoạt động tài chính của ngân hàng, chiêu bài của vận hội tỉnh bày ra đó, hơn nữa còn có ý nghĩa chính trị trọng đại như vậy, cũng dễ ăn dễ nói với phía ngân hàng, hắn nghĩ rằng chuyện này mình tốt nhất đừng lên tiếng, tốt nhất là thông qua bên trên tạo chút áp lực cho ngân hàng, hắn nhớ tới phó thị trưởng cung kỳ vĩ, nhưng rất nhanh lại phủ định, tình cảnh của cung kỳ vĩ trong tầng lớp lãnh đạo nam tích khá là xấu hổ. Thuộc loại phó thị trưởng không có thực quyền nhất, ngân hàng chắc cũng chẳng thèm nể mặt y, chuyện này phải đi tìm hạ bá đạt. Trương Dương sau khi tan làm liền tới nhà khách vì tiện ăn một chút, quản lý nhà khách từ Hoành Yến nghe nói hắn tới, cuốn quyết bảo người làm hai món mang tới phòng của hắn. Trương Dương lựa chọn ăn cơm trong phòng chủ yếu là để tránh gặp người quen. Từ Hoành Yến tự mình đem đồ ăn tiến vào, nhìn thấy Trương Dương không uống rượu liền cười nói, chủ nhiệm Trương, ngày tối nay không uống rượu à? Trương Dương cười nói, lát nữa còn phải ra sân bay đón người, không uống. Từ Hoành Yến nhân cơ hội ngồi xuống, tôi bảo đầu bếp làm cho ngày ít chim ngói, ngài nếm thử đi. Trương Dương gắp một miếng, mùi vị rất ngon, hắn gật gật đầu nói, về sau đừng làm long trọng như vậy nữa, cô cứ thế này, tôi cũng ngại không muốn đến đây. Từ Hoành Yến cười bảo, nơi này như phòng bếp nhà mình vậy, về sau ngài muốn ăn cái gì cứ nói một tiếng là được. Trương Dương nhìn thấy vẻ mặt A rôi nịnh hót của hắn, lập tức nghĩ tới hợp đồng của hắn sắp hết hạn rồi, Từ Hoành Yến nịnh bợ mình như vậy, đơn giản là muốn tiếp tục nhận thầu nơi này. Trương Dương đối với tình hình của sở chiêu đãi cũng biết một ít, từ Hoành Yến nhận thầu giá rất thấp, có điều đầu óc của người này cũng khá linh hoạt, rất có tầm nhìn, để hắn tiếp tục làm ở đây cũng không có gì không ổn. Trương Dương nói, kỳ hạn nhận thầu của anh sắp hết rồi đúng không? Từ Hoành Yến vội vàng gật đầu, hắn đang cân nhắc nên xem đề xuất chuyện này ra như thế nào, không ngờ Trương Dương lại chủ động nói đến chuyện nhận thầu. Từ Hoành Yến nói, cuối năm là hết hạn, gần đây đang bàn chuyện gia hạn. Trương Dương nói, chuyện cụ thể hình như là phó chủ nhiệm Lưu Cương phụ trách phải không? Từ Hoành Yến nói, đúng vậy, tôi đã đi tìm ông ta, nhưng phó chủ nhiệm Lưu nói năm nay phải công khai tranh thầu, trong hợp đồng trước đây của tôi có ưu tiên được thầu tiếp, nhưng ông ta không đáp ứng. Nói xong hắn lại nhịn không được mà bổ sung một câu, em họ của ông ta cũng muốn nhận thầu. Trương Dương cười nói, anh nhận thầu phí dụng rất thấp mà, nếu tiếp tục cái giá đó, ủy ban thể dục thể thao của chúng tôi không phải là thiệt thòi ư. Từ Hoành Yến nói, phương diện giá cả có thể thương lược, lúc ấy ký hợp đồng là tình hình kinh tế lúc đó quyết định, hiện tại giá cả tăng, ví dụ khẳng định là phải đề cao, chỉ cần không quá đáng quá thì tôi cũng không có ý kiến. Trương Dương nói, tôi biết rồi, chuyện này tôi gặp chủ nhiệm Lưu thì sẽ thương lượng với anh ta. Từ Hoành Yến trong lòng kích động vô cùng, Trương Dương nói những lời này chẳng khác nào đã đáp ứng hắn sẽ hỏi chuyện này, nói khẽ chủ nhiệm Trương, tôi đã chuẩn bị cho ngài hai bình phi thiên mau đài rồi. Trương Dương ngắt lời hắn, nói, đừng có giờ cái trò này nữa, anh nếu dám hối lộ tôi, chuyện này tôi sẽ không quản nữa. Từ Hoành Yến cuống quyết nói, chủ nhiệm Trương, tôi không có ý đó, hay là, sau này tôi mời ngài uống rượu. Trương Dương cầm khăn lên lau miệng, nói, dược rồi, anh làm tốt sở chiêu đãi mới là chuyện chính, sở chiêu đãi mấy năm chưa sửa sang lại rồi, anh đừng có cố kiếm tiền nữa, cũng nên đầu tư vào thêm đi, cải thiện phương tiện cứng mềm một chút. Từ Hoành Yến liên tục gật đầu nói, tôi đã lên kế hoạch rồi, chờ sau khi có được quyền nhận thầu, tôi sẽ lập tức sửa sang lại, ít nhất cũng đạt tiêu chuẩn của khách sạn nhất lưu Nam Tích. Trương Dương không có hứng thú gì với sư cam đoan của hắn, cười nói, tôi nhớ lời anh nói rồi đó, nếu như nuốt lời, đừng trách tôi đuổi anh ra khỏi cửa. Từ Hoành Yến, nếu tôi nuốt lời, bản thân tôi cũng mất hết mặt mũi, không cần anh đuổi, tôi cũng sẽ tự cuốn gói mà đi. Trên đường Trương Dương tới sân bay thì trời mưa to, hắn sợ máy bay xuống chậm, quả nhiên, sau khi đến sân bay, bởi vì do mưa to cho nên máy bay tạm thời không được hạ cánh. Trương Dương ước chừng đợi thêm một tiếng đồng hồ mới thấy Hà Hâm Nhan mặc áo khoác da dê màu hồng nhạt từ sân bay đi ra, mỹ nữ như Hà Hâm Nhan đi đến chỗ nào cũng đều là tiêu điểm khiến mọi người chú ý, cô ta cũng có thói quen đeo kín dâm, nhưng kính dâm có thể chê khuất khuôn mặt của cô ta, nhưng lại không che đậy được khí chất siêu nhiên, kéo vali ra khỏi sân bay, nhìn thấy Trương Dương đứng lẫn trong đám người, Hà Hâm Nhan mỉm cười, vẫy vẫy tay với Trương Dương, sau đó bước nhanh về phía hắn. Trương Dương cũng đeo kính không gọng, đây là cao chiêu học được từ chỗ đỗ thiên giã, tuy rằng có chút bịt tai trộm chuông, có điều vẫn chế tạo được một chút tác dụng ngụy trang. Hà Hâm Nhan đi đến bên cạnh hắn, hai tay kéo vali ở phía sau, ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt của Trương Dương, nói khẽ anh gầy đi rồi. Trương Dương nói cái này gọi là héo mòn vì nhớ nhung. Hà Hâm Nhan cười khanh khách nói, anh chẳng bao giờ bỏ được cái tật nói luyên thuyên. Hà Hâm Nhan đưa tay cầm vali cho Trương Dương, theo Trương Dương bước tới bãi đỗ xe, hai người đi một trước một sau, kéo giãn một đoạn cự ly. Đi vào bãi đỗ xe, gan của Hà Hâm Nhan cũng lớn hơn, bước nhanh lên trước vươn tay ra khoác tay Trương Dương. Trương Dương quay mặt lại, hôn nhẹ một cái lên môi cô ta. Hà Hâm Nhan ôm chặt lấy cánh tay của hắn mặt dán sát vào vai hắn, em sao cảm thấy hai chúng ta cứ như là kẻ trộm thế nhỉ? chương 552, sâu cạn một Hà Hâm Nhan sở dĩ lựa chọn nơi này, một là vì đây là nơi tụ tập các quán ăn nhỏ, hai là bởi vì nơi này cách Vân Hy Sơn Trang khá gần, bọn họ ăn cơm tối xong có thể về biệt thự nghỉ ngơi. Đi tới thủy phố thì trời lại đổ mưa, mưa mùa đông lạnh lẽo và ẩm ướt, Trương Dương mở ô, ôm Hà Hâm Nhan, hai người đi về phía thủy phố đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì trời mưa, đêm nay sinh ý của thủy phố không được tốt, Trương Dương lúc trước có tới đây vài lần, nói với Hà Hâm Nhan, chúng ta ăn lẩu cắt đi. Hà Hâm Nhan gật gật đầu, vừa lạnh lại vừa đói, mau tìm chỗ ngồi đi. Hai người sánh vai đi vào quán lẩu cắt của Chu Lão Tam, trong cửa hàng chỉ có lưa thưa vài người khách, ông chủ nhiệt tình tiếp đón bọn họ vào đại sảnh ngồi. Trương Dương gọi bốn nồi lẩu cát, từ trong xe lấy ra một bình thanh giang đặc cung, Hà Hâm Nhan thì gọi hai chai cao béc lại biểu hiện tuyệt kỹ mở bia của cô ta cho Trương Dương. Ở chỗ của Chu lão tam trừ lẩu cắt ra còn có thịt bò kho và đậu kho nhất tuyệt, thịt bò và đậu kho sau khi được cắt ra liền mang lên bàn. Hà Hâm Nhan thật sự là đói bụng rồi, gắp một miếng đấu để ăn thơm quá. Ông chủ Chu lão tam là một người mập mạp, vui tươi hớn hở nói, không phải tôi tự khen đâu, đi khắp thủy phố này, không có ai làm đậu khô kho ngon như tôi đâu. Trương Dương cười nói, hôm nay sinh ý không tốt lắm nhỉ. Chu lão tam gật gật đầu nói, trời mưa, ai lại đi bộ bên hồ trong trời lạnh như thế này. Y nói xong liền chạy vào bếp làm việc, cửa hàng ăn không lớn, trong ngoài chỉ có hai vợ chồng Y và một người bồi bàn. Hà hâm nhan giúp Trương Dương rót rượu, cười khanh khách nói, rượu gặp chi kỷ ngàn chén vẫn thiếu, em có xứng được gọi là hồng nhan chi kỷ của anh không? Tối nay chúng ta không say không về trương dương cười nói rượu có thể làm loạn tính anh nếu uống nhiều em không sợ anh hà hâm nhan nói nếu uống nhiều thì cũng là em uống nhiều trước trương dương bật cười ha ha hà hâm nhan cần một ly bia lên chạm cốc với trương dương anh một ly em một ly trương dương kháng nghị nói anh là uống rượu trắng mà không công bằng hà hâm nhan nói em là con gái anh phải nhường em trương đại quan nhân triệt để không có gì để nói mưa đêm như bơ thấm vật lặng lẽ hà hâm nhan uống hai chai bia trương dương thì cũng uống cạn chai rượu trắng hai người ôm nhau đi vào trong mưa đêm dựa sát vào nhau hà hâm nhan lúc này không ngờ lại hưng trí đòi đi ngắm hồ phượng nhãn chờ khi phát hiện hồ phượng nhãn rất nhỏ hà hâm nhan thất vọng nói gì mà hồ phượng nhãn căn bản chỉ là một bô nước tiểu thôi trương dương nói đúng vậy khi hai người đang chuẩn bị rời đi bỗng nhiên nghe thấy tiếng phụ nữ khóc Hà Hâm Nhan nghe mà sợ nổi da gà, nắm chặt tay Trương Dương, Trương Dương nhìn về phía phát ra tiếng khóc, thấy một bóng người mơ hồ đứng ở bên hồ, một loại ý niệm xấu hiện ra trong đầu Trương Dương, hắn còn chưa kịp lên tiếng thì bóng người kia đã nhảy xuống hồ. Hà Hâm Nhan kinh hô một tiếng, hỏng rồi, có người nhảy sông tự vấn. Trương Dương đưa ô cho Hà Hâm Nhan, chẳng buồn giải thích nhiều, chạy nhanh về phía mà người phụ nữ kia vừa nhảy, ngay lập tức từ trên bờ nhảy xuống. Hà Hâm Nhan vì quan tâm cũng chạy nhanh đuổi theo, vừa chạy vừa kêu cứu, có không ít người đều chạy về phía bên này. Trương Dương không tốn bao nhiêu công liền vớt được người phụ nữ vừa nhảy sông, hắn kéo bà ta lên, lúc này lại có mấy người chạy tới, giúp Trương Dương đưa cô ta lên bờ. Nhờ ánh đèn đường ở ven hồ có thể nhìn thấy người phụ nữ này đã hơn 50 tuổi, tóc hoa dâm, nằm ở bên bờ không ngừng ho khan, ho ra nhất nhiều nước. Có người đi tới dùng áo bông khoác lên người bà ta. Trương Dương ướt nhẹp bò lên bờ, Hà Hâm Nhan quan tâm bước tới cởi áo khoác của mình khoác lên cho hắn, Trương Dương cười nói, không cần đâu. Chu Lão Tam nói, mau vào trong cửa hàng sưởi ấm đi, tôi tìm quần áo cho anh thay. Một đám người hộ tống bọn họ đi tới quán lẩu của Chu Lão Tam. Chu Lão Tam đi tìm quần áo để thay cho Trương Dương, Trương Dương thay quần áo xong đi ra, nữ nhân trung niên đó cũng đã thay xong quần áo, đang run lẩy bẩy ngồi ở bên cạnh lò sưởi sưởi ấm, Hà Hâm Nhan đứng ở bên cạnh, chung quanh còn có không ít người. Lúc này một nam tử khoảng hơn 60 hơn tuổi vội vã chạy vào, nhìn thấy nữ nhân đó, ông ta liền lao lên nắm lấy tay bà ta, tô cầm, bà sao lại ngốc vậy? Trời lạnh như thế này, bà đang làm gì vậy? chu Lão Tam nói, Lão Trang à, ông sao giờ mới tới? Nam tử tên là Lão Trang nói, tôi đang hầu hạ Lão Nương, ai mà biết được bà ấy lại lén lút ra ngoài? chu Lão Tam nói, Lão Trang à, là vì tiểu đồng chí này đã cứu vợ ông đó ông mau đi cảm ơn người ta đi lão trang là một người thật thà bước lên trước nắm lấy tay trương dương ra sức lắc lắc mấy cái cảm ơn cảm ơn lão trang cũng không biết ăn nói trừ hai chữ cảm ơn ra thì không biết nói gì nữa chỉ suýt rơi nước mắt vì cảm động trương dương cười nói đổi lại là ai khác thì cũng sẽ không ngồi yên mà nhìn đâu ông mau đi chiếu cố lão bà của ông đi trương dương nhìn ra vợ của lão trang hình như thần kinh không được bình thường lão trang nói cậu là đại ân nhân của nhà tôi có thể cho tôi số điện thoại địa chỉ và họ tên của cậu không hôm sau tôi nhất định sẽ tới nhà cảm ơn lúc này ông ta cuối cùng cũng hiểu mình nên nói gì trương dương cười nói không cần đâu mà ông mau đi chiếu cố bà ấy đi lão trang gật đầu dẫn vợ đi trước khi đi lại nói với trương dương tôi bán vịt hun khói ở phố thủy cậu khi nào tới trên cơ bản đều có thể tìm được tôi sau khi lão trang đi Chu lão tam nói, mọi người cũng đi đi, đừng nhìn nữa. Trương Dương và Hà Hâm Nhan chuẩn bị đi, Chu lão tam là người lịch sự, nói gì cũng đòi trả tiền cơm lại cho hắn, còn bảo về sau chỉ cần Trương Dương tới ăn, một phân tiền cũng không nhận của hắn. Trương Dương có chút hiếu kỳ hỏi, nữ nhân đó có phải là thần kinh có chút vấn đề không? Chu lão tam thở dài, nói, đáng thương, hai vợ chồng lão trang đều là người thật thà, trước đây chúng tôi đều là đầu bếp của Giang Nam Xuân. Về sau cửa hàng xảy ra chuyện, chúng tôi cũng đều thất nghiệp. Trương Dương nghe thấy ba chữ Giang Nam Xuân, bất giác ngẩn ra, hắn thấp giọng nói, Giang Nam Xuân. Bà chủ trước đây có phải là Chu Tiếu Nguyệt không? Chu lão tam gật đầu, nói, đúng vậy, bà ấy ở Nam Tích rất có có danh tiếng, về sau chết ở biệt thự Tĩnh Hải, lúc ấy chính là chuyện lấy oanh động cả Nam Tích, mà chết cùng với bà ta còn có cả phó cục trưởng phân cục công an khu Liên Hồ Phó Liên Thắng, ai cũng nói bọn họ là tự tử vì tình về sau mới cha ra đều là bị bí thư ủy ban chính pháp đường hưng sinh giết chết. Chu lão tam lúc nói tới chuyện này còn nhìn xung quanh, dẫu sao thì cũng là đang nói chuyện trên quan trường, y cũng biết đạo lý hỏa từ miệng mà ra. Trương Dương nói, tôi cũng có nghe nói tới một chút. Chu lão tam nói, con trai của lão Trang tên là Trang Vĩ, mất tích một cách khó hiểu, phải hơn nửa năm sau mới tìm thấy thi thể, nghe nói là có liên quan tới vụ án của Chu Tiếu Nguyệt, một thanh niên khỏe mạnh lại cứ vậy mất đi, mẹ của anh ta vì chuyện này mà bị kích động, cả người biến thành điên điên dở dở, lão trang vừa phải chiếu cố cả lão nương bị liệt nửa người, vừa phải chiếu cố bà vợ riêng điên khùng khùng, đúng là khổ, một nhà chỉ trông vào quán ăn của ông ta. Đúng là thế sự khó lường, Trương Dương cũng không ngờ lại gặp cha mẹ của Trang Vĩ ở đây, cái chết của Trang Vĩ là bởi vì Chu Tiếu Nguyệt, chuyện gã và Chu Tiếu Nguyệt yêu đương vụng trộm bị Đường Hưng Sinh phát hiện, Đường Hưng Sinh trong lòng ghen ghét, cho nên ra tay giết chết gã, đây cũng chính là nguyên nhân căn bản mà Chu Tiếu Nguyệt phản bội Đường Hưng Sinh, từ đó dẫn tới cái chết của Chu Tiếu Nguyệt. Vụ án đó đã phai nhạt trong ấn tượng của Trương Dương rồi, nhưng hôm nay lại một lần nữa biến thành rõ ràng, Đường Hưng Sinh đang sợ tội bỏ trốn, ngày nào chưa bắt được y, vụ án này ngày đó vẫn chưa kết thúc. chương 552, sâu cạn 2 Trở lại Vân Hy Sơn Trang, Trương Dương tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng, đi ra phòng khách, Hà Hâm Nhan đang nấu xong canh gừng bảo hắn uống để giải hàn. Thân thể của Trương Dương đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, căn bản không cần phải uống canh gừng, nhưng hắn không thể cự tuyệt tâm ý của Hà Hâm Nhan, Trương Đại Quan Nhân há to miệng uống hết canh gừng, lại thấy Hà Hâm Nhan giang nhìn mình tới nhập thần. Trương Dương cười nói, đừng nhìn anh một cách sùng bái như vậy, anh không chịu nổi đâu. Hà Hâm Nhan nói, thật sự là rất sùng bái anh. Nhìn thấy người lạ rơi xuống nước, anh không chút do so dự nhảy xuống cứu, nếu là em, Em tin rằng anh nhất định sẽ càng dụng tâm hơn." Trương Dương cười nói, "Hôm nay sao vậy? Sao cứ nói những lời không may mắn thế, còn nói hưu nói vượn nữa, anh đánh đít em đó." Hà Hâm Nhan cầm lấy cái bát không từ tay hắn rồi đặt xuống bàn, "Khi anh nhảy xuống có sợ không?" Trương Dương nói, "Không sợ, nước nông mà." Hà Hâm Nhan nói, "Thật sự không sợ ư?" Trương Dương đỡ lấy vai cô ta, nói, "Không sợ chút nào, nước của hồ Phương Thủy quá nông." hà hâm nhan nói sông nhỏ cũng có thể khiến người ta chết đuối trương đại quan nhân nói nước hồ phượng thủy bằng không nhiều bằng nước của em em còn không dìm chết được anh nó làm sao mà làm gì được kỹ năng bơi của trương đại quan nhân quả nhiên rất tốt quần nhau cả một đêm mà vẫn nhàn nhã có dư hà hâm nhan lại không chịu nổi sự dày vò của hắn tự nhận không có bản sự nước dìm ba quân sau mấy độ nằm ở trong lòng trương dương mơ mơ màng màng thiếp đi trương dương thì không lập tức ngủ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của Hà Hâm Nhan, nhớ tới bộ dạng rơi nước mắt của Hà Hâm Nhan tối nay, hắn bắt đầu ý thức được mình không chỉ mang tới cho người yêu sự sung sướng, theo sự trôi qua của thời gian, hắn cũng mang tới cho bọn họ sự bàng hoàng và thống khổ. Sự ủy khuất và thương tâm của Hà Hâm Nhan cũng tồn tại với những người khác, sự bác ái của mình và tiêu chuẩn đạo đức của xã hội hiện tại căn bản không thể tương dung, các cô ấy rõ ràng là không thể chấp nhận được. Hồ tưởng lại từng chút ký ức từ triều đại tùy tới những năm 90, Trương Dương phát hiện mỗi một đoạn tình cảm hắn đều khó có thể từ bỏ được. Theo sự hiểu biết về thời đại này càng sâu, hắn bắt đầu ý thức được tình cảm quan của mình bắt đầu đi vào ngã rẽ. Con người ta sống ở bất kỳ xã hội nào cũng phải biết khống chế mình. Có thể sự chuyển đổi của hắn quá đột nhiên, khi hắn ý thức được mình nên không chế thì đã muộn rồi. Đã không thể nào thuận theo xã hội này, vậy thì chỉ có thể khiến xã hội này thuận theo mình thôi. Hà Hâm Nhan bị bệnh rồi. Tối hôm qua hứng gió bị cảm lại cùng Trương Dương quần nhau tới quá nửa đêm, tuy thể chất của cô ta không tồi, nhưng cũng không chống đỡ được. Sáng sớm Trương Dương ngủ dậy thì phát hiện cô ta đang sốt, vội vàng đi tìm thuốc cho cô ta uống, lại nấu chút cháo, vì để hà hâm nhan hồi phục lại nhanh, hắn còn dùng nội lực giúp cô ta đả thông kinh mạch một chút. Hà hâm nhan sau khi ăn xong bát cháo thì đỡ hơn nhiều, tựa vào đầu giường, lười biến vô lực nhìn Trương Dương, nói em sớm muộn gì cũng bị anh giày vò đến chết, xem ra thật sự là phải có thêm mấy người hầu hạ anh trương dương nghe ra cô ta đang nói móc mình mỉm cười ôm vai thơm của cô ta nói anh biết một biện pháp âm dương song tu về sau chúng ta tu luyện một chút vừa có thể kiện thân lại vừa có thể hưởng thụ sự sung sướng hà hâm nhan nói em không tin anh đâu trương dương cũng không lừa cô ta lý tín nghĩa của tử hà quan núi thanh đài có được dạng nội công tâm pháp này nói cái gì là tiên thiên công Hà Hâm Nhan nói, anh hôm nay không phải đi làm à. Trương Dương nói, không đi, hôm nay không đi đâu cả, ở nhà cùng em. Hà Hâm Nhan ôm hắn, ôn nhu nói, thế thì em tình nguyện bị bệnh cả đời. Trương Dương nói, em đừng có nói lung tung nữa, lần này về toàn nói những lời xui xẻo, nếu còn vậy nữa cẩn thận anh đáng vào mông em đó. Hà Hâm Nhan cười cười không nói gì, cô ta vẫn có chút yếu ớt, dựa vào vai Trương Dương ngủ thiếp đi. Tiếng chuông di động của Trương Dương đánh thức cô ta, Trương Dương cầm điện thoại lên, thấy là đơn vị gọi tới, hắn lắc lắc đầu, thầm nghĩ đã báo cho tiêu điều mẫn rồi, hôm nay không đi làm mà, sao vẫn còn làm phiền mình. Bắt máy, chính là chủ ủy ban thể dục thể thao Lý Hồng Dương gọi tới, Lý Hồng Dương là vì chuyện mời Đồng Lệ Na làm đại sứ hình tượng, gã đặc biệt tìm huấn luyện viên vỡ lòng của Đồng Lệ Na là Dương Quảng Trí, Dương Quảng Trí sau khi nghe nói tới chuyện này, cũng đã liên hệ với Đồng Lệ Na, Bọn họ vừa mở miệng đã đòi 10 vạn phí đại diện. Lý Hồng Dương không dám tự tiện làm chủ, cho nên mới xin chỉ thị của Trương Dương. Trương Dương vừa nghe Đồng Lệ Na không ngờ lại đòi giá cao như vậy, nhất thời nổi giận, với cái mặt của cô ta mà cũng dám đòi tiền đại diện à. Lý Hồng Dương có chút bất đắc dĩ nói, chủ nhiệm Trương à, người ta là quán quân thể thao thế giới mà. Trương Dương cười nói, quán quân ư? Tổng cộng cũng chỉ được có một lần, đã thế lại còn trông như con khỉ lý hồng dương nói hiện tại vận động viên cũng là minh tinh anh tìm người ta làm đại sứ hình tượng không có thủ lao thì không ai muốn làm đâu trương dương nói quan chỉ tình nổi tiếng như thế mà còn không lấy một xu cô ta dựa vào cái gì mười vạn ư con mẹ nó dám à nói xong hắn lại nhớ tới một chuyện nói khẽ mười vạn là đồng lệ na trực tiếp đòi hay là dương quảng trí huấn luyện viên vỡ lòng của cô ta nói lý hồng dương tôi thông qua dương quảng trí liên hệ với đồng lệ na những điều kiện này đều là dương quảng trí nói lại với tôi trương dương nói dương quảng trí liệu có ở giữa sở trò không lý hồng dương không nói gì gã thật tình cũng từng nghĩ vậy trương dương nói thế này đi anh hay là liên hệ trực tiếp với cha mẹ của đồng lệ na đi xem bọn họ nói gì tôi không thích tên dương quảng trí kia lý hồng dương nói tốt nhất là tới nhà cô ta một chuyên trương dương nói để hôm khác đi hôm nay tôi bận rồi Gác điện thoại, Hà Hâm Nhan ôm lấy tay hắn, nói anh đi đi, đừng làm lỡ chuyện công việc. Trương Dương nói, em không phải là bị bệnh ư? Hà Hâm Nhan nói, em giờ đỡ nhiều rồi, anh đi làm việc của anh đi, em ở nhà ngủ một giấc, đợi anh về, chúng ta cùng nhau ăn cơm, được không? Trương Dương nghĩ một chút, Trương Dương lại đẩy hắn một cái, đi đi, công việc quan trọng hơn. Trương Dương lúc này mới đứng dậy nói, được rồi, anh đi, trưa nay sẽ về đón em đi ăn cơm. Hà Hâm Nhan hôn gió hắn một cái, đôi mắt Phú mị ôn nhu như chảy nước. Trương Dương gọi Lý Hồng Dương cùng tới nhà Đồng Lệ Na, cha mẹ Đồng Lệ Na đều là công nhân viên chức đường sắt bình thường, bởi vì con gái của họ trở thành quán quân thế giới, cuộc sống của bọn họ cũng được cải thiện không ít. Hiện tại sống trong một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, trang thiết bị bên trong cũng không tồi. Lý Hồng Dương có quen biết với cha mẹ của Đồng Lệ Na, khi Đồng Lệ Na giành chức quán quân thế giới, gã đặc biệt tới nhà trao tiền thưởng. Trương Dương thì là lần đầu tiên đến đây, cha mẹ Đồng Lệ Na nhiệt tình mời bọn họ vào. Lý Hồng Dương giới thiệu, vị này là chủ nhiệm trương của Ủy ban Thể dục Thể thao chúng tôi, hôm nay anh ấy tự mình đến đây là có chút chuyện muốn thương lượng riêng với hai vị. Trương Dương đặt giỏ hoa quả trong tay xuống, đã tới nhà người ta thì không thể đi tay không được. Trương Dương cười nói, chào hai vị, tôi lần này tới là muốn nhờ hai vị giúp. Cha của Đồng Lệ Na sau khi biết thân phận của đối phương cũng có chút tôn kính, y cười nói, chủ nhiệm Trương cứ nói đi, chúng tôi giúp được sẽ giúp. Trương Dương nói, trước tiên xin cảm ơn hai vị đã bồi dưỡng một vận động viên xuất sắc như vậy cho nam tích cho chúng ta, bồi dưỡng một vị quán quân thế giới. Chương 552, sâu cạn 3. Cha của Đồng Lệ Na nói, điều này cũng nhờ đảng và quốc gia đã bồi dưỡng cho Lệ Na chúng tôi. Nhờ có sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với chúng tôi, nhờ có sự bồi dưỡng của huấn luyện viên. Y cũng tính là người từng trải, một loạt những lời khách sáo được nói ra. Trương Dương mỉm cười, trong lòng thì cảm thấy người này có chút hư ngụy, chờ y nói xong, Trương Dương bảo, tôi cũng không vòng vo nữa, tôi thích đi thẳng vào vấn đề, sang năm nam thích chúng ta sẽ đứng ra tổ chức vận động tỉnh lần thứ 12, các vị biết chứ. Cha mẹ của Đồng Lệ Na gật gật đầu. Trương Dương nói: "Mục đích mà chúng tôi hôm nay tới đây là có hai việc, một là muốn mời Đồng Lệ Na đảm nhiệm đại sứ hình tượng của vận hội tỉnh lần này, hai là mời cô ấy tới tham gia thi đấu lần này, giành lấy huy chương vào cho nam tích cho chúng ta." Cha của Đồng Lệ Na cười nói: "Chủ nhiệm Trương, Lena hiện tại là đội viên của đội tuyển quốc gia, nhiệm vụ thi đấu rất nặng nề, bình thường thật đúng là không bao nhiêu thời gian, ngay cả chúng tôi là cha mẹ mà muốn gặp mặt nó cũng không dễ dàng." Trương Dương nói: "Tháng 10 năm sau vận hội tỉnh mới bắt đầu, đến lúc đó nếu như thời gian thi đấu của tỉnh và quốc gia có xung đột, khẳng định chúng tôi sẽ không miễn cưỡng cô ấy tham gia, tất cả phải lấy vinh dự của quốc gia làm trọng, đại sứ hình tượng của vận hội tỉnh chỉ là hỗ trợ tuyên truyền, không tốn nhiều thời gian của cô ấy, chỉ cần tranh thủ lúc nhàn rỗi giúp chụp ảnh tuyên truyền hình tượng, điều này rất có lợi cho quê nhà, cũng có lợi để làm tăng danh tiếng của cô ấy, xây dựng hình tượng cũng là lợi ích." Các vị cảm thấy thế nào? cha của đồng lệ na không nói gì, lấy một bao thuốc ra, rút một điếu đứa cho Trương Dương, Trương Dương xua tay, hắn không hút thuốc lá. Lý Hồng Dương cũng không hút thuốc lá, gã cười nói, lão đồng à, chủ nhiệm Trương đã tự mình tới đây, đủ thấy Ủy ban Thể dục Thể thao chúng tôi có thành ý, là một thị dân của Nam Tích, anh cũng nên hỗ trợ cho Nam Tích. Mẹ của đồng lệ na nói, hai vị chủ nhiệm, lão đồng nhà chúng tôi rất thành thật, ông ấy không nói cũng là vì ngại, các anh mời con gái tôi đảm nhiệm đại sứ các ngươi, trả cho nó bao nhiêu tiền. Cha của đồng lệ na cố làm ra vẻ nói, nói cái gì vậy? Đúng là đàn bà, không hiểu chuyện gì cả. Trương Dương nói, chúng tôi nghĩ tới tình huống cụ thể để quyết định một phương án, chúng tôi định lấy ra hai vạn đồng làm thù lao đại diện hình tượng. Cha của đồng lệ na rút thuốc ra hút, nói tiền thì chúng tôi cũng không quan tâm, nhưng con gái nhà chúng tôi dù sao cũng là quán quân thế giới, thương gia muốn tìm nó làm đại diện chen nhau đến vỡ cả đầu, nếu lần này nhận hai vạn đồng, vì sao người ta sẽ nhìn nó như thế nào, thế không phải là tự hạ thấp giá trị của mình ư? Lý Hồng Dương cũng nghe không nổi nữa rồi, lão đồng, anh nghĩ lại cho kỹ đi, đây không phải là việc buôn bán, mà là cống hiến một phần lực lượng cho quê hương. Mẹ của Đồng Lệ Na nói, các anh đừng có nói với chúng tôi như vậy, những việc này chúng tôi cũng không hiểu, mà chúng tôi cũng không làm chủ được cho con gái, các anh đi tìm huấn luyện viên Dương đi, con gái tôi nghe lời ông ta nhất, ông ta nói thế nào thì cứ làm như thế. Câu này khiến cho Trương Dương không biết nói gì thêm. Trương Dương cũng hiểu rằng nói nhiều cũng vô ích, cùng Lý Hồng Dương rời khỏi đồng ra, đi xuống lầu, Lý Hồng Dương thở dài nói, hiện tại mọi người đều quá coi trọng tiền, không có một chút tinh thần cống hiếu nào cả. Trương Dương nói, đây là thị lý muốn tìm đại sứ hình tượng, căn bản là gia tăng phí tổn vận tác cho chúng ta, danh tiếng của đồng lệ na căn bản là không thể bằng quan chỉ tình, chẳng bản là muốn làm cho hình thức thôi ư, hiện tại thì hay rồi, vừa há miệng ra là đòi 10 vạn, tôi nói chung sẽ không cấp đâu, hai vạn thì còn được. Hai người đang nói chuyện thì nhìn thấy một người đi về phía này, chính là huấn luyện viên thể thao Dương Quảng Trí. Dương Quảng Trí cũng đồng thời nhìn thấy bọn họ, Y và Lý Hồng Dương quan hệ trước giờ không tồi, Trương Dương Y cũng biết, nhưng đối với vị chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao trẻ tuổi Trương Dương này, y vẫn còn ôm oán niệm, bởi vì dạy ra không ít đệ tử quán quân, Dương Quảng Trí ở giới thể dục nam tích có địa vị rất cao, nhưng Trương Dương trong hội nghị động viên vận hội tỉnh, ở trước mặt mọi người mắng y một trận, còn đuổi y ra hỏi hiện trường hội nghị, Dương Quảng Trí cho rằng đây là một sự sỉ nhục lớn. Y đã quyết định, chỉ cần có cơ hội nhất định phải đòi lại công bằng, hiện tại cuối cùng cũng đến lượt ủy ban thể dục thể thao đến cầu y. Lý Hồng Dương nói, Quảng Trí, tới đúng lúc lắm, tôi và chủ nhiệm trương đang muốn tìm anh đây. Dương Quảng Trí chậm rãi đi tới, hai vị lãnh đạo đại nhân tìm tôi có chuyện gì vậy? Ngữ khí đầy vẻ khinh thường, ánh mắt nhìn Trương Dương có vài phần đắc ý, thầm nghĩ, mày hôm nay cuối cùng cũng phải cầu đến tao rồi. Lý Hồng Dương nói, chuyện gì thì anh còn không biết à? Chẳng phải là vì đồ đệ bảo bối của anh sao, Quảng Trí à, vận hội tỉnh sắp mở họp rồi, anh cho tôi một câu trả lời rõ ràng đi, đám đệ tử đắc ý của anh có mấy người tới? dương quảng trí nói còn sớm mà anh gấp cái gì tôi cũng đang hỏi chỉ cần có khả năng tôi đương nhiên sẽ gọi họ về hết lý hồng dương nói chuyện đồng lệ na làm hình tượng đại diện thì thế nào dương quảng trí nói không phải đã nói rồi sao y cố ý nhìn nhìn lên lầu cha mẹ cô ấy bảo sao lý hồng dương nói người ta bảo con gái người ta nghe lời anh anh nói gì thì đồng lệ na sẽ làm theo Dương Quảng Trí cười nói, trước đây khi tôi còn dạy cô ấy thì thế thật, nhưng giờ người ta giờ đã là quán quân thế giới rồi, lời tôi nói cũng không còn tác dụng. Lý Hồng Dương nói, Quảng Trí à, anh biết là tài chính của Ủy ban Thể dục Thể thao chúng tôi có hạn, chuyện này anh ra chút sức đi, giúp nói một tiếng xem sao, anh xem đồng lệ na có thể bớt chút phí đại diện không. Dương Quảng Trí nói, 10 vạn đồng đã là giá hữu tình rồi, gần đây có một hãng danh tiếng muốn tìm cô ấy làm đại diện quảng cáo giày thể thao, trả cho cô ấy 15 vạn đó. Trương Dương mở miệng nói, chúng tôi chỉ có thể chi hai vạn, anh nói với cô ta một tiếng đi. Dương Quảng Trí lắc lắc đầu nói, hai vạn thì không có cửa đâu. Trương Dương nghe y nói vậy, không khỏi có chút bực mình, tôi nói này Dương Quảng Trí, anh khệnh cái gì? Anh đừng quên đây là Nam Tích, anh là một phần tử của giới thể thao Nam Tích dương quảng trí nói tôi có nói là không phải đâu mà anh cũng có phải là tìm tôi làm đại diện đâu nếu tìm tôi tôi không lấy một đồng nhưng người mà anh tìm là lệ na người ta là quán quân thế giới giá trị con người sờ sờ ra đó kia trương dương cười lạnh nói giá trị con người ư anh tưởng tôi không biết giá trị của họ à nếu cô ấy không phải là vận động viên xuất thân từ nam thích tôi căn bản là không cần dùng cô ta đâu dương quảng trí nói anh thích dùng ai thì dùng không phải là quán quân thế giới nước Mỹ cũng được anh mời tới rồi ư. Lệ Na không bớt cho các anh một phân tiền nào đâu. Trương Dương nói, anh quyết định được à? Dương Quảng Trí trừng mắt lên nhìn Trương Dương, tôi quyết định được, học sinh của tôi chính là giá này, một phân tiền cũng không thể thiếu. Trương Dương lắc lắc đầu, hắn lười chẳng buồn tiếp tục lý luận với Dương Quảng Trí nữa, vốn là hắn cũng không định mời người đại diện khác, là thị lý nghĩ tới ảnh hưởng chính trị nên bắt hắn làm vậy hiện tại thấy Dương Quảng Trí không biết sâu cạn như vậy, càng kiên định quyết tâm không dùng đồng lệ na của hắn. Trương Dương ném lại một câu, anh đừng hòng tiếp tục lăn lộn trong giới thể thao nam thích nữa. chương 553, giá trên trời 1. Dương Quảng Trí uất đến mức mặt đỏ bừng lên, y vộn định xông lên lý luận với Trương Dương, lại bị Lý Hồng Dương giữ lại. Lý Hồng Dương là sợ Dương Quảng Trí chịu thiệt, Trương Dương tới nam thích không lâu, nhưng danh khí của hắn càng ngày càng tăng. Trước sau đuổi Lý Trường Phong, thạch thắng lợi đi, Dương Quảng Trí tuy rằng là huấn luyện viên thành công của thành thị này, nhưng vẫn chưa đủ để Trương Dương để vào mắt. Nhìn xe pick up của Trương Dương nghênh ngang bỏ đi, Dương Quảng Trí thở phì phì nói, hắn có thái độ gì vậy? Tôi công tác nhiều năm như vậy, thật sự chưa bao giờ thấy lãnh đạo như thế nào, Dương Quảng Trí tôi là dựa vào bản sự mà kiếm cơm, hắn không cho tôi lăn lộn trong giới thể thao nữa ư, ừ, hắn dựa vào cái gì? Lý Hồng Dương cũng thấy câu nói vừa rồi của Trương Dương có chút quá đáng, có điều thái độ của Dương Quảng Trí cũng không thể khiến người ta khen ngợi được, gã thở dài nói, "Quảng Trí, không phải là tôi nói anh đâu, hiện tại chính là lúc Nam Tích cần người, là một phần tử của Nam Tích, anh cũng phải hiến dâng một chút sức cho Nam Tích chúng ta chứ." Dương Quảng Trí nói, "Ta nói bảo là không ra sức cho Nam Tích hư. Có vận hội lần nào mà tôi không giúp không, nhưng Trương Dương hắn cũng quá khi dễ người ta rồi." không phải chỉ là một chủ nhiệm ủy ban thể thao ư. Ý vào chức quan ức hiếp người ta, tôi thật sự là không nuốt trôi được cục tức này. Chủ nhiệm Lý, tôi hôm nay xin nói rõ ở đây, chỉ cần một ngày hắn còn ở Nam Tích đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao, tôi sẽ không ra sức sẽ vì Nam Tích, bất kỳ hoạt động thể thao nào cũng không liên quan gì tới tôi. Nói xong hắn xoay người lên lầu, muốn bàn chuyện với cha mẹ của Đồng Lệ Na. Lý Hồng Dương cũng có chút bất đắc dĩ, gã vốn định đưa Trương Dương đến, có thể lấy thành ý để làm cha mẹ đồng lệ na cảm động, nhưng thật không ngờ chuyện lại càng hỏng thêm, hiện giờ thì hoàn toàn ẩm ý rồi. Phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ nghe Trương Dương báo cáo công tác xong, cũng gật gật đầu nói, loại hành vi này của đồng lệ na không đáng để sướng, chỉ nhờ làm cô ta đại diện một chút mà há miệng ra đòi 10 vạn đồng, nam tích chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Nếu có tiền lệ này, sau này phải làm sao? Tất cả vận động viên đều đòi chúng ta tiền thù lao, vậy thì còn bàn gì đến yêu quê hương, làm vẻ vang cho hương thân phụ lão nữa. Trương Dương nói, tôi cũng lo như vậy, cho nên không đáp ứng bọn họ. Cung Kỳ Vĩ nói, cậu đến tìm tôi có phải là muốn tôi phản ánh với thị lý không? Trương Dương nói, thật ra chuyện đại sứ hình tượng đã quyết định để quan chỉ tình làm rồi, nói thật, đồng lệ na này bất kể là danh tiếng hay là ngoại hình căn bản đều không thể bằng người ta, để hai người ở cùng một chỗ, đồng lệ na khẳng định là lá cây, chỉ có thể tạo được tác dụng làm nền. Ta sở dĩ đi mời cô ta, chủ yếu là bởi vì lãnh đạo đưa ra đề nghị này, nói quan chỉ tình là người nước Mỹ, thật ra người nước Mỹ thì sao? Hiện tại không phải đều chú ý chủ nghĩa quốc tế sao? Nơi chúng ta sống là một thôn địa cầu, trong một thôn thì còn phân ra rõ ràng làm gì? Hơn nữa nguyên quán của quan chỉ tình là Nam Tích, lúc nhỏ mới ra nước ngoài, người ta cũng là người Nam Tích mà. Cung Kỳ Vĩ nói, chuyện này tôi lát nữa sẽ phản ánh chi tiết. Trương Dương, còn có một việc nữa, hiện tại công tác vận hội tỉnh đã toàn diện bắt đầu, tôi nghĩ tới ba chuyện phải làm trước, chuyện thứ nhất chính là tổ chức trận đấu bóng đá ngôi sao, nhân cơ hội này quảng bá vận hội ra ngoài, để mọi người trước tiên dựng lên khái niệm này, chuyện này trước mắt đã được giải quyết rồi. Khách sạn Hải Thiên đồng ý tài trợ cho trận đấu này, chuyện thứ hai chính là vấn đề tiền, tôi cần một ít tài chính khởi động, chỗ tiền mà thị lý cấp như như muối bỏ biển, căn bản không đủ dùng, tôi muốn vay ngân hàng, lấy danh nghĩa của vận hội tỉnh để vay, hy vọng thị trường cung có thể hỗ trợ. Chuyện thứ ba chính là tôi muốn mở một cuộc họp động viên với xí nghiệp trọng yếu của Nam Thích, nhỏ chút thuốc mắt cho đám xí nghiệp gia này. Cung kỳ vĩ nói, phương diện vay ngân hàng anh tốt nhất trực tiếp tìm thị trường hạ mà phản ánh, tin rằng ông ấy sẽ làm tốt hơn. Về phần mở họp với đám xí nghiệp ra, tôi có thể ra mặt tổ chức, trương dương nói phiền cho thị trưởng cung rồi cung kỳ vĩ cười nói vốn là công tác mà tôi được phân quản mà khách khí với tôi làm gì y uống một ngụm trà rồi nói trương dương à cậu để lộ chân tướng cho tôi mời đám xí nghiệp gia này tới rốt cuộc là định làm gì trương dương cũng không giấu cung kỳ vĩ hắn cười nói thị trưởng cung ông còn nhớ kế hoạch rước đuốc mà tôi đã đề cập không cung kỳ vĩ gật gật đầu nói cậu đã nói rồi có điều chúng ta chỉ là vận hội tỉnh mà còn đòi rước đuốc, vậy có phải là khoa trương quá không? Trương Dương nói, không khoa trương đâu, tôi để lộ chút cho ông nhé, bí thư tỉnh ủy Kiều đã đáp ứng chạy đoạn đầu rồi. Cung kỳ vĩ nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, Trương Dương đúng là có bản sự, có thể mời được bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương chạy đoạn đầu, vậy thì quan viên các cấp trong tỉnh Bình Hải khẳng định sẽ a dô theo, bí thư tỉnh ủy mà chạy, thường ủy tỉnh khẳng định sẽ chạy theo, mà thường ủy tỉnh, bí thư thị ủy các nơi cũng sẽ chạy theo, mà bí thư thị ủy chạy, cán bộ xí nghiệp bên dưới đều muốn chạy theo, sức lực ảnh hưởng vô hình chung sẽ được khoách đại. Trương Dương nói, tôi trong vòng 3 tháng sẽ hoàn thành công tác chế định đường chạy, đồng thời cũng sẽ quyết định nhân tuyển rước đuốc, bí thư Kiều sẽ chạy đoạn đầu. Cung kỳ vĩ, rước đuốc định bắt đầu từ đâu? Trương Dương cười nói, hai phương diện, tôi định phái ra hai đội rước đuốc, một mực chạy tới nguồn Trường Giang, núi Niệm Thanh Đường, hai là phái ra một đội rước đuốc tới Sơn Hải quan của Trường Thành, hai nhóm rước đuốc sẽ hội hợp ở Đông Giang, tỉnh Lý tỉnh Bình Hải, do bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương tự mình châm đuốc, sau đó bắt đầu chạy rước đuốc, đuốc trước tiên hướng về phía Bắc, sau đó từ Bắc sang Nam, vòng một vòng ở Bình Hải, sau cùng tới Nam Tích. Cung kỳ vĩ nghe đến đây cũng thấy hứng chí, ý tưởng không tôi, nếu như có thể thực hiện được, có thể nói là khai sáng khơi dòng cho giới thể thao Bình Hải. Trương Dương nói, khẳng định có thể thực hiện được, bí thư Kiều chạy đoạn đầu là có ý nghĩa chính trị phi phàm, mọi người sẽ coi được rước đuốc là một loại vinh diệu, bất kỳ sự vụ gì mốt khi có thị trường là có thể có được lợi nhuận, tôi không phải là thương nhân nhưng tôi cũng hiểu rõ đạo lý đơn giản này. Cung Kỳ Vĩ, cậu định bán đấu giá rước đuốc? Trương Dương quét miệng cười nói, thị trường cung cảm thấy thế nào? Cung Kỳ Vĩ nói, ai sẽ cảm thấy hứng thú chứ? Trương Dương nói thị trường cung có từng xem Xuân Vãn không? Xuân Vãn hàng năm, luôn luôn có một số xí nghiệp ra vì được có mặt trên truyền hình, ngầm ngầm không biết cấp bao nhiêu lợi ích cho đạo diện quay phim. Xí nghiệp gia của Bình Hải chúng ta cũng là loại người ưa sĩ diện. Ông nói xem, nếu có thể chạy rước đuốc tiếp sức với các lãnh đạo, vậy thì không phải là mặt mũi bình thường đâu. Cung kỳ vĩ cười nói, cậu nói thì nghe dễ lắm, bí thư thị ủy rước đuốc đoạn đầu, đoạn thứ hai nên là tỉnh trưởng. sao đến lượt đám xí nghiệp ra. Trương Dương nói, tôi sẽ làm loạn trình tự, vị trí tốt như vậy mà tôi không phát huy giá trị của nó thì là phí của trời. Mỗi một thành thị đều có thể quyết định danh sách người rước đuốc, nhưng tuần tự rước đuốc thì phải do tổ ủy hội của chúng ta tơi san bài, nếu không, tôi sẽ thu hồi quyền rước đuốc của họ. Thị trưởng cung, ông chờ xem đi, vị trí quyết định giá trị, chúng ta trước tiên lấy nam tích ra thí nghiệm. Dưới sự trung gian của cung kỳ vĩ, lần tỏa đàm xí nghiệp ra này ba ngày sau thuận này cử hành ở nhất chiêu, lãnh đạo của các xí nghiệp lớn xí nghiệp lớn trong Nam Tích trên cơ bản đều đến đủ. Mọi người ngồi trong phòng họp, phía ủy ban thể dục thể thao do trợ lý chủ nhiệm tiêu điều mẫn phát biểu chuyện rước đuốc. Các xí nghiệp ra lúc ban đầu không tập trung nhiều tinh lực lắm, bên trên thì nói còn bên dưới thì nhỏ giọng nói chuyện. Trương Dương ngồi ở bên cạnh, mỉm cười nhìn đám xí nghiệp ra này, không hề lên tiếng ngăn bọn họ. Trình độ diễn thuyết của tiêu điều mẫn rất bình thường, nói nửa giờ, Thủy Trung không khơi dậy được sự hứng thú của nhiều người, cô ta xấu hổ nhìn Trương Dương, Trương Dương gật gật đầu, ý bảo cô ta có thể kết thúc. Tiêu điều, điều mẫn nói, tiếp theo, chủ nhiệm Trương của Ủy ban Thể dục Thể thao sẽ nói rõ tình hình cụ thể của việc rước đuốc. Trương Dương đi lên đài chủ tịch trong tiếng vỗ tay, cái tên Trương Dương gần đây rất nổi ở Nam Tích, sự chú ý của đám xí nghiệp ra lập tức tập trung lên người hắn. Trương Dương đi đến trước microphone, nói vào microphone, chào mọi người, tôi là Trương Dương, là chủ nhiệm tân nhiệm của Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích, tổ trưởng tiểu rổ đảng Ủy ban Thể dục Thể thao. Tôi nghĩ mọi người cũng không quen với tôi lắm, đại khái là bởi vì các vị đều là lãnh đạo của các xí nghiệp lớn, bình thường ngày bận trăm công nghìn việc không có thời gian để làm hoạt động thể thao, có điều mọi người sẽ lập tức quen thuộc với tôi, bởi vì tôi sẽ khiến cho các vị nhận được được tầm quan trọng của rèn luyện thể thao, cho các vị biết sức khỏe là vốn của cách mạng, tôi sẽ khiến người từ trên xuống dưới phải cùng hoạt động. Lời nói hắn dẫn tới một tràng cười của mọi người, đám xí nghiệp gia này phát hiện vị chủ nhiệm trẻ tuổi của Ủy ban Thể dục Thể thao rất thú vị, nói chuyện rất hài hước, đặc biệt là từ từ trên xuống dưới khiến mọi người không khỏi liên tưởng linh tinh. chương 553, Giá trên trời 2 Trương Dương nói, chắc là mọi người không hiểu tôi vì sao lại triệu tập mọi người tới đây mở họp, vừa rồi chủ nhiệm tiêu đã nói với các vị lâu như vậy nhưng tôi thấy mọi người cũng không cảm thấy có hứng thú, đây là bởi vì chủ nhiệm tiêu chưa nói rõ một chuyện, hôm nay tôi mời các vị tới, là có tiện nghi lớn cho các vị, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, có lợi ích, chúng ta đương nhiên phải để dành cho xí nghiệp của mình. Trương đại quan nhân quả nhiên không tầm thường, chỉ mấy câu nói ngắn gọn đã khơi dậy sự hiếu kỳ của mọi người. Quản dốc nhà máy sữa đậu nành nam tích bạch tích niên nói, chủ nhiệm trương, lợi ích gì vậy, anh nói cho chúng tôi nghe đi, đừng có ớm ở nữa. Trương Dương nói, chiếu hình, nhân viên phục vụ kéo bức màn lên, trên hình chiếu hiện ra bản đồ của thành phố Nam Tích, Trương Dương cầm cây thước co rũi trên bàn lên, chỉ lên bản đồ, nói tháng 10 năm sau, vận động hội lần thứ 12 của tỉnh Bình Hải sẽ được cử hành tại Nam Tích. Chúng tôi thân là chủ nhà và là ban tổ chức lần này, định làm một lần rước đuốc, mục đích là để tuyên truyền tinh thần nhân văn của Bình Hải, tăng cường sức ngưng tụ của toàn dân Bình Hải, tuyên truyền văn hóa xí nghiệp. Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương đã quyết định rước đuốc đoạn đầu, quyền quyết định trật tự sắp xếp truyền đuốc sau cùng là nằm trong tay tổ ủy hội chúng tôi quản đốc nhà máy máy thủy áp nam thích từ dũng nói chủ nhiệm trương anh là muốn mời chúng tôi đi rước đuốc ư nhưng tôi nặng cả trăm cây di không chạy được tất cả mọi người đều bật cười trương dương mỉm cười nói vậy thì phải xem là lúc nào để một cô gái xinh đẹp ở trước mặt anh bảo anh đuổi theo anh có chạy không từ dũng cười nói không tôi là đảng viên cộng sản Trương Dương nói, vậy cho anh một tòa núi vàng, anh có chạy không? Từ Dũng nói, tôi là đảng viên cộng sản, phú quý không màng, trước uy vũ cũng không khuất phục. Mọi người lại bật cười. Trương Dương nói, vậy thì thả một con tinh tinh cái ở phía sau anh, nó đuổi anh, anh chính là của nó, anh có chạy không? Cả hội trường cường vang, Từ Dũng cũng bật cười, tôi chạy, dù mệt chết tôi cũng chạy. Bầu không khí biến thành thoải mái hơn nhiều, Trương Dương cười nói, chỉ đùa một chút thôi thật ra lần rước đuốc tiếp sức này mục đích của chúng tôi chính là mượn cơ hội lần này để trọng điểm tuyên truyền văn hóa xí nghiệp nam tích tôi xin đưa ra một ví dụ bó đúc đầu tiên của chúng ta là bí thư thị ủy từ bí thư từ từ quảng trường thị dân bắt đầu chạy bó đúc thứ hai sẽ giao cho xí nghiệp gia của chúng ta xí nghiệp gia chạy tiếp sức một đoạn đường tổ ủy hội của chúng tôi sẽ đặc chế một bức tranh thư tuyên truyền xí nghiệp sở tại của vị xí nghiệp gia này những bức tranh thư quảng cáo này sẽ thông qua tín hiệu vệ tinh truyền ra ngoài sức ảnh hưởng sẽ trải khắp toàn tỉnh, toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới. Mọi người đều là xuất thân làm xí nghiệp. Tôi tin rằng tầm mắt của mọi người về thị trường sẽ chuẩn xác hơn tôi nhiều. Hôm nay mở cuộc tọa đàm này, tôi chỉ báo trước chuyện này cho mọi người biết. Đợi sau khi xác định lộ tuyến cụ thể rồi, tôi sẽ bán đấu giá trình tự rước đốt tiếp sức. Các xí nghiệp gia đều hiểu rồi, vị chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao trẻ tuổi này là biến pháp móc túi họ. Có điều chuyện này nghe ra hình như cũng có chút thú vị. Trương Dương nói, hôm nay mọi người đều đã tới, chúng tôi cũng không thể để mọi người tới vô ích, thế này đi, bữa cơm trưa ngày hôm nay xin để ủy ban thể dục thể thao chúng tôi an bài. Tất cả mọi người đều mỉm cười. Trương Dương nói, đừng cười vội, đây là phần thưởng kỷ luật, chỉ cần là người tham gia hội thì đều có phần, còn có một sự kinh hỉ nữa, đó chính là hôm nay sẽ bán đấu giá bò đúc thứ hai của Nam Tích, bí thư thị ủy từ của chúng ta chạy đoạn đầu, ai sẽ chạy đoạn thứ hai nào. Trương Dương nhìn các xí nghiệp ra ở xung quanh. Tràng diện đột nhiên trở nên yên tĩnh, chuyện này tới quá đột nhiên, đa số xí nghiệp vẫn còn chưa kịp tiêu hóa ý tứ của Trương Dương, nhưng sau đoạn thời gian trầm tĩnh ngắn ngủi, có người lớn tiếng nói, 10 vạn nhân dân tệ, tôi mua. Mọi người dõi mắt nhìn, chính là chủ tịch khách sạn Nam Dương quốc tế Lý Quang Nam, y hôm nay đáp ứng lời mời đáp ứng lời mời tới tham gia hội tọa đàm này, vừa rồi cũng đã từ trong lời nói của Trương Dương ngửi được thương cơ, và lại, Trương Dương giúp y nhiều như vậy, y nói sao cũng phải tỏ thái độ một chút. Lời nói của Lý Quang Nam còn chưa dứt thì bạch tích nhiên nhà máy sữa đậu này đã nói 15 vạn. Có lẽ lúc ban đầu, tất cả mọi người còn chưa ý thức được ý nghĩa chân chính của bó đuốc thứ hai, nhưng sau khi bạch tích nhiên gia nhập cạnh tranh, mọi người đều ý thức được, đây không chỉ là bó đuốc thứ hai, cũng không chỉ có tác dụng tuyên truyền quảng cáo, cái quan trọng hơn chính là ý nghĩa chính trị, Nam thích làm vận hội tỉnh, những xí nghiệp địa phương của bọn họ không thể không tài trợ, nhưng tiền cũng phải dùng đúng chỗ, tiếp lấy đuốc từ trong tay bí thư từ, ý nghĩa rất không tầm thường. Ngay cả từ Dũng, quản đốc nhà máy máy thủy áp vừa rồi có mỹ nữ, núi vàng cũng không nguyện ý chạy cũng gia nhập đội ngũ cạnh tranh 30 vạn. Y hô ra một cái giá mà tất cả mọi người đều coi là giá trên trời. Không có ai tranh với Y nữa, từ Dũng lặp lại một lần nữa 30 vạn. Cứ như là sợ người khác không nghe thấy, những người khác đều bỏ cuộc, Trương Dương cười tùm tỉm chỉ vào từ Dũng nói, 30 vạn, bó đuốc thứ hai thuộc về anh, quản đốc từ, tôi nhắc anh nhé. Chúng ta không phải là diễn tập đâu đấy, lát nữa anh phải gửi tiền vào tài khoản của Ủy ban Thể dục Thể thao. Từ Dũng cười nói, tôi biết rồi. Trương Dương lại nói, từ hôm nay trở đi anh phải giảm béo. Từ Dũng bật cười ha ha, trong tiếng vỗ tay của mọi người từ Dũng bước lên sâu khối, từ trong tay Trương Dương nhận lấy giấy chứng nhận vinh dự được rước bó đuốc thứ hai của thành phố Nam Tích, thành phố Nam Tích. Từ Dũng bỏ 30 vạn ra mua bó đuốc thứ hai không phải là xung động nhất thời, y mặt mũi trong thật thà chất phác, nhưng tâm nhãn thì lại rất nhiều. Tiếp lấy đuốc từ trong tay bí thư thị ủy từ, ý nghĩ không tầm thường, y biết mình không đủ tư cách, nhưng nhà máy máy thủy áp của bỏ họ thuộc xí nghiệp khu thiên hối, tới lúc đó, y sẽ nhờ bí thư đảng ủy khu thạch trọng hàng chạy, đây là một phần đại lễ đáng giá 30 vạn, tặng lễ lại tặng quang minh chính đại, ai nói được gì nào, Thạch Trọng Hằng cũng sẽ nhận mối nhân tình lớn này của y, 30 vạn, quá đáng giá. Nhìn thấy vẻ mặt của Từ Dũng đắc ý như vậy, rất nhiều xí nghiệp rất nhanh liền ngộ ra đạo lý trong đó, bọn họ bắt đầu hối hận, 30 vạn mua được bó đuốc thứ hai, rất dễ, bọn họ sao lại không ra tay quyết đoán, để tên béo đó chiếm tiện nghi rồi. Trương Dương vốn định chấm dứt hội nghị hôm nay nhưng cảm xúc của các xí nghiệp ra tựa hồ đã dâng trào, bạch tích niên của nhà máy sữa đậu này nói chủ nhiệm trương bán thêm một cái nữa đi anh bán bó đuốc thứ ba đi trương cười nói nếu mọi người nhiệt tình như vậy thế thì tôi sẽ bán thêm một bó nữa có điều không phải là bán bó thứ ba mà vẫn là bó thứ hai nói tới đây hắn cố ý dừng lại một chút tất cả mọi người đều có chút kỳ quái không phải vừa mới bán đấu giá bó đuốc thứ hai rồi ư trương dương nhấn mạnh nói lần này là bó đuốc thứ hai của bình hải Ai có cơ hội tiếp đuốc từ tay bí thư tỉnh ủy Bình Hải Kiều Trấn Lương. Hội trường lại một lần nữa an tĩnh, tiếp theo là tiếng hoan hô rộ lên, không thể nào không hoan hô được. Tiếp đuốc từ trong tay bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, ở trước mặt tất cả người Bình Hải rước đuốc chạy đoạn 2, đây là vinh dự cỡ nào chứ, ai cũng biết điều này chứng tỏ cho điều gì. Lý Quang Nam vẫn giơ tay lên trước tiên, 50 vạn. Lần này y thay đổi sách lược, vừa lên đã tung ra giá cao muốn dọa lui một bộ phận cạnh tranh, Lý Quang Nam cho rằng 50 vạn không phải là giá thấp, y là ngoại tư lại là tư doanh, y là chủ tịch, nói gì thì là như thế, y cho rằng đám lão tổng của xí nghiệp quốc doanh không thể nào tự do như y được, dẫu sao xí nghiệp cũng là của mọi người, bọn họ không thể nào tùy tiện lấy ra 50 vạn để cạnh tranh, nhưng Lý Quang Nam rõ ràng đã đánh giá thấp khí phách của lãnh đạo xí nghiệp quốc doanh rồi, tiền tuy là của mọi người. Nhưng người ta lại có quyền chi phối, hơn nữa khí phách so với Lý Quang Nam còn lớn hơn nhiều. Quản đốc nhà máy sữa đậu nành Nam Tích Bạch Tích Niên cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, hắn lớn tiếng nói 150 vạn. Lý Quang Nam ngây ra, khí phách này cũng quá lớn rồi, vừa mở miệng ra đã hết 100 vạn, y coi như đã được kiến thức lão tổng của xí nghiệp quốc doanh khệnh như thế nào rồi, giới hạn trong lòng y là 100 vạn, vượt quá 100 vạn thì đành phải bỏ, cho nên Lý Quang Nam không thể không lựa chọn bỏ cuộc. Y bỏ cuộc nhưng người khác lại không muốn bỏ cuộc, quản đốc nhà máy thuốc lá Nam Tích Liêu Vĩ Trung nói, 200 vạn. Nhà máy thuốc lá là ngành sản xuất lũng đoạn, lại là nhà giàu lợi thuế của Nam Tích, hắn vừa mở miệng, những người khác đều biết là không chơi được, Liêu Vĩ Trung là một người rất khí phách, chuyện mà hắn đã nhận chuẩn thì không dễ dàng từ bỏ, cạnh tranh với hắn không có ý nghĩa gì cả. Hôm nay có người tới là để xem náo nhiệt, lão tổng của tập đoàn phong dụ lương Thành Long. Gã vẫn ngồi ở bên dưới không lên tiếng, khi nghe thấy Trương Dương đem bó đuốc thứ hai ra bán đấu giá, thằng ôn này cũng không khỏi động lòng, chú của gã Lương Thiên chính là bí thư thị ủy Đông Giang, phó tỉnh trưởng Bình Hải, không có chú gã thì không có gã của ngày hôm nay, gã có thể mượn cơ hội này để biểu lộ lòng hiếu thảo. Có suy nghĩ này Lương Thành Long liền giơ tay lên nói, 260 vạn. Vì sao lại là 260 vạn? Bởi vì nếu nói 250 vạn thì khó nghe quá, cho nên dứt khoát cho thêm 10 vạn chương 553, giá trên trời 3. Trong mắt đám xí nghiệp gia Nam Thích, Lương Thành Long và Lý Quang Nam đều thuộc loại ngoại lai hộ, rồng quá giang mà muốn cướp phong đầu của họ. Liêu Vĩ Trung là người đầu tiên không đồng ý, hắn giơ tay nói, 300 vạn. Lương Thành Long không nhịn được liền nhìn Liêu Vĩ Trung một cái, Liêu Vĩ Trung bộ dạng thỏa thê mãn nguyện, xem ra hôm nay nhất trí phải được. Trong lòng Lương Thành Long đã có chút trột dạ, 300 vạn, giá này hơi quá cao rồi, nhưng gã không muốn bỏ cuộc, Liêu Vĩ Trung ngươi không phải muốn cướp ư. Ta dứt khoát khiến ngươi thêm loạn, bắt ngươi phải bỏ thêm tiền, cống hiến thêm chút cho Trương Dương, Lương Thành Long nói, 400 vạn. Gã là hét bừa, Liêu Vĩ Trung thật sự nếu bỏ cuộc, gã cùng lắm là mất thêm chút tiền, dựa vào quan hệ của gã và Trương Dương, chắc có thể kiếm lại được từ những việc khác, có điều Lương Thành Long vẫn có chút thấp thỏm. Trong lòng thầm khẩn cầu, người con mẹ nó phải tiếp chiêu đó, đừng có treo ta lên ở đây, Liêu Vĩ Trung thương lượng với trợ lý ở bên cạnh một chút, tình cảnh vốn đang thoải mái trở nên khẩn trương dị thường. Tất cả mọi người đều chú ý tới tiến triển của chuyện này, 400 vạn, một bó đuốc mà đáng tiền như vậy ư. Trương Dương nhìn Lương Thành Long, trong lòng có chút đồng tình với người anh em này, thằng cha anh gây thêm loạn à. 300 vạn thì cấp cho người ta là được rồi, bó đuốc này căn bản không đáng giá như vậy, anh tự mình xui xẻo, dơ đầu ra trước họng súng. Lương Thành Long nhìn thấy Liêu Vĩ Trung hơn nữa ngày vẫn không lên tiếng, trong lòng hối hận rồi, mình con mẹ nó đúng là không ra gì, lần này thì hay rồi, tốn tiền rồi. Trương Dương cười nói, còn có ai ra giá nữa không, vậy được rồi, bó đuốc thứ hai này. 500 vạn, Liêu Vĩ Trung một lời định càn khôn, các xí nghiệp ra có mặt đều đồng thanh kinh hô, Lương Thành Long như chút được gánh nặng ngồi dựa vào ghế, trên mặt ngay cả vẻ tiếc rẻ cũng không nặn ra được, chỉ còn lại toàn là vẻ tự thấy may mắn. Trương Dương cũng không ngờ cuộc bán đấu giá này lại có giá trên trời như vậy. Lúc ban đầu hắn tự tin việc tiếp đúc nhất định có sức hấp dẫn nhất định, có thể sáng tạo ra giá trị nhất định, hắn dự tính tống cộng cũng có thể kiếm được hơn trăm vạn. Nhưng hắn căn bản không ngờ hôm nay chỉ bán thử, bán hai bó mà đã kiếm được 530 vạn rồi, chiếu theo tính toàn này, bán quyền rước đúc quan trọng của Bình Hải ra, khẳng định là hơn ngàn vạn, trương đại quan nhân vui mừng quá đỗi liêu vĩ trung từ trong tay trương dương tiếp nhận giấy chứng nhận tư cách cười nói chủ nhiệm trương tranh thì không cần anh treo đâu đợi khi tôi từ trong tay bí thư kiểu tiếp lấy bò đuốc đoạn đường đó hai bên đều treo quảng cáo của nhà máy thuốc lá chúng tôi là được trương dương cười nói hút thuốc có hại cho sức khỏe mà tất cả mọi người đều bị các anh làm hại rồi liêu vĩ trung nói nhất phẩm cẩm loan loan tiếu khán phong vân nhất phẩm nhất phẩm cẩm loan là sản phẩm chính của bọn họ Liêu Vĩ Trung cũng không phải là xí nghiệp gia bình thường, hắn từ trong việc Trương Dương bán đấu giá rước đuốc mà nhận thấy được thương cực lớn trong đó, nhân cơ hội này đạt tới song doanh trên kinh tế và chính trị, 500 vạn là rất rẻ. Tuy rằng chỉ bán đấu giá có hai bó đuốc, nhưng thông qua chuyện này đã khiến tất cả xí nghiệp gia sản của Nam Tích này si hứng thú. Sau khi chấm dứt hội nghị chấm dứt ủy ban thể dục thể thao làm chủ an bài cho tất cả xí nghiệp gia dùng bữa, đám xí nghiệp gia này không vội đi ăn cơm, đều vây quanh Trương Dương hỏi chuyện rước đuốc. Trương Dương nhìn thấy chuyện này đã mang lại hiệu quả ngoài dự đoán, cũng đắc ý vô cùng, tài ăn nói của hắn vốn cũng rất tốt, trong lúc nhất thời ba hoa trích chòe, đám xí nghiệp gia này nghe mà sung sướng chờ mong, nhìn tình hình thì chỉ hận không thể hiện tại móc luôn tiền ra mua danh sách rước đuốc. Trương đại quan nhân lúc này cũng không gấp, hiện tại giá trí của bó đuốc đã rất không tầm thường, chuyện đầu cơ kiếm lợi phải để sau, đợi ảnh hưởng của cuộc vận hội tỉnh càng lúc càng lớn, giá khẳng định là nước lên thì thuyền lên. Nghe nói Trương Dương trong cuộc bán đấu giá buổi chưa kiếm được 50 vạn, Phó Thị trưởng Cung Kỳ Vĩ đã tự mình tới tham gia bữa tiệc của bon họ, Liêu Vĩ Trung và Tử Dũng hai người đều có vinh hạnh được ngồi ăn cơm cùng bàn với Phó Thị trưởng. Cung Kỳ Vĩ nâng chén mỉm cười nói, cảm ơn sự cống hiến của các anh đối với sự nghiệp thể dục thể thao của Nam Tích, tôi xin được kính những xí nghiệp ra không quên hồi báo xã hội các anh. Liêu Vĩ Trung và Từ Dũng cuống quyết đứng lên nói, thị trưởng cung, chúng tôi đều là xí nghiệp quốc doanh, lấy của dân thì phải trả cho dân, hồi báo xã hội cũng là nghĩa vụ của chúng tôi. Cung kỳ Vĩ hài lòng gật gật đầu, mấy người uống cạn chén này rồi ngồi xuống, Liêu Vĩ Trung bưng chén rượu tìm tới chỗ Trương Dương, chủ nhiệm Trương, lát nữa tôi sẽ cho người đem chi phiếu tới Ủy ban Thể dục Thể thao, bó đuốc thứ hai nhất định phải là của tôi đấy nhé. Trương Dương cười nói, sao vậy, anh vẫn còn lo lắng à. Liêu Vĩ Trung cười nói, cũng có một chút, chuyện của Nam Tích thì là khẳng định rồi, nhưng rước đuốc của Đông Giang, Ủy ban Thể dục Thể thao chúng ta cũng có thể quản được sao? Hắn lo lắng cũng là đúng, Trương Dương chỉ là chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Nam Tích, rước đuốc của phía Đông Giang không thuộc trong phạm vi quản hạt của hắn Liêu Vĩ Trung. Liêu Vĩ Trung vẫn còn lo lắng chuyện này. Trương Dương nói, vận hội tình lần này thành thị của chúng ta là chủ sự, ai rước đuốc thì đương nhiên là do tôi định đoạt, anh yên tâm, chờ bí thư kiều chạy xong đoạn thứ nhất, người rước đuốc tiếp theo khẳng định là anh. Liêu Vĩ Trung nói, tôi ngày mai sẽ bắt đầu tập thể hình, nếu không lúc đó thể lực thật sự là khó mà chịu nổi. Từ Dũng ở bên cạnh nói, tôi với anh cùng nhau chạy. Trương Dương nói, các anh phải cố gắng vào, đến lúc đó chẳng những đài truyền hình các thành phố trong tỉnh phát trực tiếp, hơn nữa sơ bộ định ra ra đài truyền hình thiên không cũng muốn quay trực tiếp lễ khai mạng của chúng ta, còn biên tập cắt nối lễ rước đuốc nữa, hiệu ứng quảng cáo cực mạnh vận hội tỉnh kỳ trước cũng không có đâu liêu vĩ trung nói bản kế hoạch mà chủ nhiệm trương vẽ ra khiến chúng tôi rất chờ mong hy vọng lần vận hội tỉnh này sẽ là một lần thành công nhất từ trước tới nay của tỉnh bình hải trương dương tràn ngập tin tưởng nói nhất định sẽ là vậy hắn và liêu vĩ trung cùng nhau uống cạn chén rượu này song lại nói tôi còn có một ý tưởng trình độ thể thao của nam tích chúng ta ở bình hải tương đối yếu kém cho nên tôi định làm một kế hoạch hỗ trợ cũng chính là nói, để xí nghiệp cách anh nhận thầu đội thể thao, ví dụ như các anh nhận tài trợ cho đội bóng đá nào, đến lúc đó đội bóng đó sẽ tuyên truyền hình tượng của xí nghiệp các anh. Liêu Vĩ Trung cười nói, tôi hiểu rồi, chủ nhiệm trương, như vậy đi, tôi nhận tài trợ đội thể thao, nhà máy thuốc lá chúng tôi tài trợ 50 vạn, có điều bảng quang cáo của họ đều phải in chữ nhất phẩm cẩm loan, tiếu khán phong vân. Cung kỳ Vĩ ở bên cạnh nghe mà có chút đau đầu, thầm nghĩ trương dương này đúng là biết giày vào người ta, một vận hội tỉnh đang yên đang lành lại bị hắn làm thành hội bán đấu giá, cứ tiếp tục làm vậy liệu có chạm vào dây thần kinh mẫn cảm của người nào đó không? Trương Dương lại không nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật đây là chuyện tốt có lợi cho cả hai bên, các anh giúp đỡ vận động viên, vận động viên đạt được thành tích chẳng khác nào là xí nghiệp các anh làm tuyên truyền tốt, bắt đầu từ tháng một năm sau, chúng tôi sẽ trọng điểm tiến hành chọn vận động viên, làm thành một tiết mục chuyên để quảng cáo trên các đài truyền hình tỉnh tới lúc đó, quảng cáo của xí nghiệp các anh cũng được đưa lên. Tôi đã nói rồi, nước phù sa không để chảy ra ruộng người ngoài, trước tiên luôn phải nghĩ tới những xí nghiệp bản địa, nếu là đối ngoại thì không có những chuyện tốt như vậy đâu. Từ Dũng ở bên cạnh nói, nhà máy máy thủy áp chúng tôi nhận tài trợ đội cầu lông, chúng tôi không bằng nhà máy thuốc lá tài đại khí thô, chúng tôi bỏ ra 20 vạn, giúp đội cầu lông mời huấn luyện viên và giúp cho vận động viên được huấn luyện tốt hơn. Thấy bọn họ hăng hái như vậy, Cung Kỳ Vĩ cảm thấy vui mừng. Sau bữa cơm trưa, Cung Kỳ Vĩ và Trương Dương đi tới phòng nghỉ, Trương Dương nhìn ra y có chuyện muốn nói với mình, mỉm cười nói thị trưởng cung có gì chỉ bảo. Cung Kỳ Vĩ nói, Trương Dương à, bước chân này của cậu phải chăng là xài hơi dài. Trương Dương nói, thiếu tiền mà, tôi không làm vậy, chỉ sợ vận hội tỉnh không tổ chức được. Cung Kỳ Vĩ nói, cậu phải nghĩ tới tình hình trong nước của chúng ta, nghĩ đến đại hoàn cảnh, nguyên tắc đảng tính phải đặt ở vị trí đầu tiên, nếu bên trong có quá nhiều sắc thái thương nghiệp, khẳng định sẽ gặp thị phi. Trương Dương nói, ta đã chuẩn bị tốt rồi, vận hội tỉnh là một củ khoai lang nóng, từ khi tôi tiếp nhận nhiệm vụ này, tôi đã nhận thức được rồi, nhưng tôi đã nhận rồi thì không thể tùy tiện ném đi. Người khác nói tôi muốn chơi trội cũng được, nói tôi thiếu nguyên tắc đảng tính cũng được, tôi vẫn nhận chuẩn phương hướng, nhất định phải làm vận hội tỉnh thật phong quang, bán đấu giá quyền rước đuốc chỉ là bước đầu, nhưng xí nghiệp gia này nguyện ý bỏ tiền ra ủng hộ vận hội tỉnh, không chỉ là bọn họ có ý nguyện hồi báo xã hội, chúng ta cũng phải nhìn thấy, ý nguyện của họ là xây dựng trên cơ sở lợi ích kinh tế, chứng tỏ vận hội tỉnh của chúng ta bản thân có hiệu ứng tuyên truyền quảng cáo cực lớn." Cung Kỳ Vĩ nói, "Chuyện làm càng lớn thì thị phi dẫn tới càng nhiều." Trương Dương cười nói, "Trừ phi trốn ở trong nhà không làm gì, nếu không thể không thể nào ngăn chặn được thị phi." Chương 554, quyền chủ động 1 Cung Kỳ Vĩ, vẫn là những người trẻ tuổi các cậu có sáng tạo." Trương Dương nói, "Tôi nghe ra rồi, thị trưởng cung là đang phê bình tôi, thật ra tôi cũng không muốn làm như vậy đâu, kiên trì đến kết quả cuối cùng, rất có khả năng là cố hết sức mà lại không thu được kết quả tốt, nhưng tôi nếu không làm vậy thì lấy đâu ra tiền? Không có tiền, vận hội tỉnh làm sao mà tổ chức được? Vận hội tỉnh nếu làm không tốt, chẳng phải vẫn là tôi chịu trách nhiệm ư? Thị trưởng cung, tính khí của tôi là như vậy đấy." chuyện mà tôi đã nhận chuẩn, tôi nhất định phải làm cho bằng được. Nam nhìn Trương Dương thật lâu, cuối cùng vẫn gật đầu nói tôi sẽ ủng hộ cậu. Quay về văn phòng của Ủy ban Thể dục Thể thao, phát hiện trước cửa có một người đang đứng, không ngờ là Phó Trường Trinh từ phong trạch xa xôi đến. Phó Trường Trinh nhìn thấy Trương Dương xuất hiện, kích động hét lên một tiếng, thị trưởng Trương. Trương Dương tuy rằng đã không còn là thị trưởng của phong trạch nữa, nhưng Phó Trường Trinh vẫn quen gọi như vậy. Trương Dương cười ha ha, bước lên vỗ vỗ vai Phó Trường Trinh, lớn tiếng nói cậu cuối cùng cũng đến rồi. Bởi vì vẫn còn chưa tới ca chiều, hành lý của Phó Trường Trinh để trước cửa văn phòng của hắn, lần này Phó Trường Trinh từ phong trạch đến đây, còn đặc biệt mang tới cho Trương Dương một ít đặc sản địa phương. Trương Dương mở cửa văn phòng mời Phó Trường Trinh vào. Phó Trường Trinh xách hai cái túi lớn tiến vào văn phòng, nhìn hoàn cảnh công tác ở nơi này, so với phía phong trạch thì tốt hơn nhiều. Trương Dương nhiệt tình nói, ngồi đi, đợi lát chủ nhiệm tiêu tới, tôi sẽ bảo cô ấy an bài chỗ ở cho cậu. Phó Trường Trinh nói, thị trưởng Trương, tôi nhận được lệnh điều tới đây. Trương Dương cười nói, tôi bảo cậu tới sớm cơ mà, bình thường chuyện giấy tờ quá nhiều, không có cậu ở bên cạnh, thật sự là làm khó tôi. Phó Trường Trinh nói, thị trưởng Trương là người làm đại sự, việc này khẳng định chẳng bỏ bèn vào đâu, chỉ là ngài khinh thường không thèm làm mà thôi. Trương Dương phát hiện Phó Trường Trinh cũng biến ăn nói hơn trước kia, vui vẻ bảo, phong trạch thế nào rồi. Phó Trường Trinh nói, bí thư thẩm làm chủ tịch hội đồng nhân dân rồi, thị trường tôn tiếp nhận chức bí thư thị ủy của ông ta, Phó Thị trưởng Trần thì tiếp nhận chức vị của thị trường tôn. Trương Dương gật gật đầu, kỳ thật khi hắn rời khỏi phong trạch thì chuyện này đã thành kết cục đã định rồi, Đỗ Thiên Giã sớm đã có ý đá thẩm khánh hoa xuống, thẩm khánh hoa tuy rằng có công hiến đối với phong trạch, nhưng dù sao tuổi tác cũng đã lớn, đầu óc có chút sơ cứng, hơn nữa phương diện dùng người có vấn đề, thích dùng người không khách quan, một đám cán bộ mà y phân công, lại có không ít người xảy ra vấn đề, kết quả hiện tại cũng cũng không phải là bất ngờ. Phó Trường Trinh có chút tiếc hận nói, thị trưởng Trương, ngài lúc trước nếu không ly khai phong trạch thì tốt quá. Trương Dương bật cười ha ha, cậu muốn tôi cả đời ở lại phong trạch làm phó thị trưởng à? Phó Trường Trinh nói, không phải, thị trưởng Trương năng lực được mọi người công nhận, Khẳng định sẽ không ở dưới người ta lâu đâu." Trương Dương nói, giỏi lắm, học được cách vỗ mông ngựa từ lúc nào thế? Phó Trường Trinh, những gì tôi nói đều là thật mà." Trương Dương nói, Trường Trinh à, phía sân bay mới sao rồi?" Trương Dương vẫn có cảm tình rất sâu đậm đối với Giang Thành, tuy đã tới Nam Tích, nhưng trong lòng vẫn vương vấn chuyện bên kia. Phó Trường Trinh nói, công trình tiến triển rất thuận lợi, hiện tại Phó thị trưởng Lý tự mình nắm việc xây dựng sân bay có điều tất cả vẫn dựa theo phương án trước đây của ngài mà tiến hành. Gã dừng lại một chút rồi nói, mọi người đều thấy ủy khuất thay cho ngài. Trương Dương cười nói, có gì mà ủy khuất với không ủy khuất, tôi hiện tại rất tốt, Nam Tích sang năm mở vận hội tỉnh, thị lý giao quyền lực cho, tôi đang chuẩn bị làm lớn một trận. Trường Trinh, cậu có lòng tin theo tôi làm tốt việc này không? Phó Trường Trinh gật gật đầu, nói thị trường Trương, tôi có lòng tin, đi theo anh làm công tác, rất là vững tâm. Trương Dương nói, được, vậy chúng ta cùng nhau cố gắng làm tốt một phen sự nghiệp. Còn nữa, sau này đừng có gọi tôi là thị trưởng Trương, tôi hiện tại là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao, cậu phải gọi tôi là chủ nhiệm Trương. Vâng, chủ nhiệm Trương. Sau khi tiêu điều mẫn đến, Trương Dương giao chuyện sắp xếp cho Phó Trường Trinh cho cô ta lo, tiêu điều mẫn biết đây là thư ký trước kia của Trương Dương, sau khi Trương Dương tới Nam Tích, người được điều đầu tiên là gã, cho nên cho nên đối với Phó Trường Trinh cũng khá là khách khí, tạm thời an bài cho Phó Trường Trinh ở nhà khách của Ủy ban Thể dục Thể thao, về phần công tác của hắn, dựa theo ý tứ của Trương Dương, giao cho một số công tác về giấy tờ cho gã, cấp cho Phó Trường Trinh một chức vị. Chủ nhiệm văn phòng của Ủy ban Thể dục Thể thao, có điều bên dưới vị chủ nhiệm này không có bất kỳ thủ hạ nào. Trên thực tế công tác của Phó Trường Trinh giống như trước kia, chính là thư ký của Trương Dương. Hà Hâm Nhan lần này đa số thời gian nghỉ ngơi đều ở Nam Tích, ở giữa có về Lam Sơn một lần, ở Lam Sơn lại cãi nhau với cha là Hà Trác Thành, trong lòng cô ta không muốn cha mình làm phiền Trương Dương nữa, nhưng Hà Trác Thành cho rằng con gái mình là Trương Dương yêu nhau, Trương Dương vốn là con rể tương lai của y, con rể giúp bố vợ làm việc là thiên kinh địa nghĩa. Hà Hâm Nhan tức giận ngồi ở ven hồ Thiên Nga, hai tay chống cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt hồ, Trương Dương ở bên cạnh cô ta dùng một phương thức kỳ quái để đứng đầu chúi xuống đất lợi dụng sức của phần cổ để giúp thân thể thăng bằng hà hâm nhan nói đã nói với anh bao nhiêu lần rồi mặc kệ ông ta đừng có lo cho ông ta anh không bao giờ chịu nghe trương dương nói sao lần này về lam sơn lại cãi nhau với ông ta à hà hâm nhan nói ông ta căn bản là nói mãi không sửa thông qua quan hệ của anh buôn bán lời kiếm lời không biết trời cao đất rộng là gì hiện tại cả ngày ở cùng một chỗ với đám vô lại còn tìm tình nhân nữa lẳng lơ khiêu gợi vừa thấy đã biết không phải hạng tử tế gì trương dương bật cười ha ha hà hâm nhan không nhịn được quay đầu lại chừng mắt lườm hắn anh cười cái gì trương dương nói ông ta có quyền tự do yêu đương của ông ta hà hâm nhan tức giận vươn tay ra vỗ một cái vào mông trương dương trương dương mất thăng bằng xoay người ngồi xuống đất kéo hà hâm nhan vào trong lòng mình hai người ở trên mặt cỏ lăn lộn sau cùng hà hâm nhan thành công đè trương dương xuống dưới kẹp cổ hắn nói em kẹp chết anh kẹp chết anh trương đại quan nhân cười nói mưu sát thân phu hà hâm nhan nói em coi như là nhìn thấu anh rồi nam nhân các anh không có ai là tốt cả bất kể là giả hay trẻ đều thế cả trương dương nói sao em lôi cả anh vào mà mắng hồ nhân như nói chính là muốn mắng anh đó trương dương vươn tay ra vỗ một cái lên cái mông đầy đà đàn hồi của cô ta mỉm cười nói nhà đầu lòng dạ phóng khoáng một chút đi ông ta dù sao cũng là cha em không thể nào trơ mắt nhìn ông ta ăn không khí mà sống được hà hâm nhan nói em biết anh rất tốt với em cho nên mới chiếu cố ông ta như vậy tất cả đều là vì nể mặt em nhưng em không muốn ông ta gây phiền phức cho anh trương dương nói không có gì phiền phức cả anh giúp ông ta nhưng với điều kiện tiên quyết là không trái với nguyên tắc ông ta có việc tử tế mà làm cũng là một chuyện tốt không thể để ông ta cứ lừa dối trên xã hội để sống qua ngày mãi được hà hâm nhan nói anh sao biết ông ta làm việc tử tế trương dương cười nói anh đã cho người điều tra rồi công ty quảng cáo của ông ta quả thật là làm việc tử tế nếu không thì anh cũng không giúp ông ta đâu hà hâm nhan nói bản tính khó đổi em không sợ ông ta làm sai chuyện mà sợ ông ta làm liên lụy tới anh trương dương vuốt mặt hà hâm nhan một cái nói không sao đâu trong lòng anh nắm chắc mà hà hâm nhan hạnh phúc dựa sát vào ngực trương dương hai người nằm trên bãi cỏ màu vàng ngẩng đầu nhìn trời xanh trên cao hà hâm nhan nói thật sự muốn được cả đời này nằm trong lòng anh trương dương nói anh sẽ thỏa mãn nguyện vọng của em hà hâm nhan lại lắc lắc đầu nói một nữ nhân nếu như hoàn toàn dựa vào nam nhân vậy thì cô ta sẽ để mất đi chính mình mẹ của em chính là bởi vì vậy cho nên mới gặp bi kịch em còn trẻ nên nhân lúc còn nhiều thời gian làm thêm một số chuyện bất kể là có thể làm ra thành tích như thế nào thì dẫu sao thì em cũng từng nỗ lực trương dương cười nói thế chẳng phải là anh còn phải chờ em mãi ư hà hâm nhan ôn nhu nói kỳ thật em là đang đợi anh mới đúng anh yên tâm đi đợi khi già đến không thể nào động đậy được nữa em nhất định sẽ ở bên cạnh anh đẩy xe lăn mỗi ngày dẫn anh tới bờ biển ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn trương đại quan nhân cười nói rủa anh đấy à hà hâm nhan nói không phải là rủa là hy vọng quan trọng nhất là anh và em ở cùng nhau. Trương Dương nắm tay Hà Hâm Nhan, nói anh sẽ ở cùng với em, vĩnh viễn. Hà Hâm Nhan thâm tình ngưng trọng nhìn vào hai mắt Trương Dương, em tin anh. Từ khi gặp Trương Dương, Hà Hâm Nhan đã chảy không ít nước mắt, nhưng khi đi thì lại mỉm cười, cô bé rất tiêu sái vẫy vẫy tay với Trương Dương, em phải đi phấn đấu vì tương lai của mình. Chương 554, quyền chủ động 2. Trương Đại quan nhân nhìn bóng lưng của Hà Hâm Nhan, trong lòng ít nhiều có chút thất lạc, tương lai của cô bé này không phải là mình ư. Trương Dương đột nhiên phát hiện, những cô gái ở bên cạnh mình bất kể là tính tình nhu nhược hay là kiên cường, mỗi người đều có tính tự chủ rất mạnh, không có ai quấn quýt bên cạnh hắn, không thể không có hắn. Thời đại hiện giờ so với triều đại tùy thì sự thay đổi của con gái không nghi ngờ gì nữa là lớn nhất. Trương Dương dõi mắt nhìn Hà Hâm Nhan đi đang định rời khỏi sân bay thì ở bãi đỗ xe gặp một người quen, chủ tịch tập đoàn tinh nguyệt Phạm Tư Kỳ. Phạm Tư Kỳ mặc áo khoác màu đen, đeo kính dâm, tóc cắt ngắn như con trai. Ở bên cạnh cô ta còn có một nam một nữ. Người hấp dẫn sự chú ý của Trương Dương là cô gái ở bên cạnh cô ta. Tóc dài tung bay, da rẻ nhẫn nhụi, đôi mi thanh tú cong cong, một đôi mắt to lộ ra vẻ đặc biệt ngây thơ, nhìn cứ như là cô em hàng xóm vậy. Khi Trương Dương gặp bọn họ, Phạm Tư Kỳ đang đứng cùng một chỗ với cô gái kia, nam tử thân hình cao to ở bên cạnh thì đang chuyển hành lý lên xe. Phạm Tư Kỳ nhìn thấy Trương Dương thì có chút ngạc nhiên, có điều cô ta rất nhanh liền tiên cười đi tới, cởi găng tay bên tay phải ra chủ động chìa về phía Trương Dương, thị trưởng Trương, anh sao biết tôi hôm nay tới đây? Trương Dương mỉm cười bắt tay với Phạm Tư Kỳ, chị Phạm, tôi hiện tại là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao của thành phố Nam Tích, không còn là thị trưởng Trương gì đó nữa, và lại, Tôi cũng phải là đặc biệt tới đón chị, tôi vừa tiến một người bạn, không ngờ ở đây lại có thể gặp được chị. Phạm Tư Kỳ cũng bật cười, cô ta giới thiệu hai người ở bên cạnh với Trương Dương, nam tử kia là Phí Ân Phổ, giám đốc chi nhánh của tập đoàn Tinh Nguyệt ở Thượng Hải, cái tên cũng đầy vẻ nước ngoài, cô gái là Lâm Bội Bội, thư ký của Phạm Tư Kỳ. Trương Dương chào hỏi họ, hắn nói với Phạm Tư Kỳ, tôi nghe nói chị gần đây sẽ tới, nhưng lại không biết được thời gian cụ thể. Phạm Tư Kỳ nói, phía thành phố Nam Tích không ai biết tôi hôm nay đến cả, Trương Tiên Sinh, hy vọng anh có thể giúp tôi giữ bí mật. Cô ta sở dĩ bảo Trương Dương giúp giữ bí mật là muốn tới cảng nước sâu xem tình huống tiến trình hiện tại. Trương Dương gật gật đầu, hắn và Phạm Tư Kỳ từng có một kẻ địch chung, chính là Phạm Tư Kỳ giúp hắn trừ bỏ Cửu Nhân Hứa Gia Dũng, mà cái chết của Hứa Gia Dũng cũng khiến Phạm Tư Kỳ luôn bị hắn áp chế một lần nữa có được tự do. Từ điểm này mà hai người vẫn rất cảm kích nhau. Có lẽ Phạm Tư Kỳ nên cảm kích Trương Dương nhiều hơn một chút. Phạm Tư Kỳ cũng không tin đây là là sự trùng hợp, khi cô ta biết Trương Dương, Trương Dương chính là chỉ huy hiện trường công trình xây dựng sân bay mới của Giang Thành, hiểu biết đối với năng lực của Trương Dương cũng có ít nhiều. Trương Dương đột nhiên xuất hiện ở sân bay, cô ta không thể không nghĩ xa hơn, chẳng lẽ Nam Tích điều Trương Dương đến phụ trách công trình cảng nước sâu. Sau khi thoát khỏi sự uy hiếp của Hứa Gia Dũng, Phạm Tư Kỳ đã khôi phục lại sự bình tĩnh và cơ trí của ngày xưa, cô ta mỉm cười nói Trương Tiên Sinh, chúng tôi đi trước. Trương Dương mỉm cười gật gật đầu, dõi mắt nhìn Phạm Tư Kỳ lên xe, Phạm Tư Kỳ khi mở cửa liền quay đầu lại, anh tối nay có rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm. Trương Dương cười nói, chị Phạm từ xa tới, phải là tôi nên mở tiệc đón gió tẩy trần cho chị mới đúng, thế này đi, tối nay tôi ở nhà khách của Ủy ban Thể dục Thể thao chuẩn bị một bàn cơm, chị Phạm phải tới dự đấy nhé. Phạm Tư Kỳ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gật gật đầu nói, Trương Tiên Sinh, tôi hiện tại vẫn chưa muốn tiếp xúc với phía chính phủ thành phố Nam Thích, hy vọng anh có thể tạm thời bảo mật cho tôi. Trương Dương cười nói, tôi chỉ muốn đón gió tẩy trần cho chị với tư cách là bạn bè, không có ý gì khác cả. Phạm Tư Kỳ cười nói, được, 6 giờ tối, tôi sẽ tới đúng giờ. Phạm Tư Kỳ lên ô tô, lầm bội bội dựa sát vào người cô ta, tay của hai người ở bên dưới nắm chặt lấy nhau, lâm bội bội nói phạm tổng hắn là ai vậy phạm tư kỳ lạnh lùng nói một người bạn lâm bội bội nói trước đây chưa từng nghe chị nhắc tới hắn phạm tư kỳ nhíu mày nói chuyện của tôi cô không cần phải biết cô ta nói với phí ân phổ đang lái xe phí khách sạn nam dương quốc tế phí ân phổ nói phạm tổng chỗ đó đang sửa sang vẫn còn chưa xong tôi ở khách sạn quan duyến đã đặt phòng rồi Phạm Tư Kỳ nói, tôi nghĩ trước tiên xem tình huống bên đó đã, dẫu sao thì chúng ta cũng có đầu tư ở đó. Phí ân phổ cười nói, sinh ý có nhân tố Trung Quốc, Lý Quang Nam cũng có kinh nghiệm hơn. Phạm Tư Kỳ nói, phí, cảng nước sâu gần đây thế nào rồi? Phí ân phổ nói, tài chính của thành phố Nam tích giật gấu vá vai, tập đoàn của chúng ta từ chối rót thêm tài chính, ngược lại khiến chúng ta nhìn rõ được thực lực của họ, nếu như thiếu sự ủng hộ về tài lực của tập đoàn tinh nguyệt chúng ta, có thể là công trình cảng nước sâu sẽ bị nhỡ. Phí ân phổ cười nói, thật ra cũng không có gì để xem cả, trước đây thế nào thì hiện tại vẫn thế thôi, đây là công trình bộ mặt của thành phố Nam Tích, quan viên trong nước chú trọng nhất là sĩ diện, cho dù bị đánh bầm dập mặt mũi, thì vẫn cứ phải làm tiếp. Hiện tại tài chính của thành phố Nam Tích đều đặt tất cả vào cảng nước sâu, trong thời gian ngắn vẫn có thể chống đỡ tiếp được. Phạm Tư Kỳ nói, vậy không đi nữa, về khách sạn nghỉ ngơi trước. Cô ta bay đường dài, cảm thấy có chút mệt mỏi. Khách sạn Quân Duyến là khách sạn cấp 5 sao mới xây của Nam Tích, là do cục điện lực của Nam Tích bỏ vốn xây nên, thiết bị cứng mềm của khách sạn đều thuộc hạng nhất lưng của Nam Tích. Phạm Tư Kỳ lần trước đến Nam Tích đã từng vào ở nơi này, ấn tượng đối với cách phục vụ ở nơi này là khá tốt. Phi Ân Phổ đặt một phòng tổng thống ở đây, Phạm Tư Kỳ và Lâm Bội bội đi vào trong phòng. Phí ân phổ bỏ hành lý xuống rồi xoay người Brody. Lâm bội bội đóng cửa phòng lại, buồn bã không vui nói, đáng ghét, ở trên xe vì sao cứ phải bày ra cái bộ mặt đó với em. Phạm Tư Kỳ mỉm cười đi tới bên cạnh cô ta, giang tay ra ôm Lâm bội bội vào lòng, dí sát vào mặt cô ta, nói, không phải đã nói với em rồi sao, ở bên ngoài nhất định phải chú ý hình tượng mà. Phí cũng không phải là người ngoài. Phạm Tư Kỳ nói, bội, em phải biết rằng, Bước ra khỏi căn phòng này, chúng ta chính là quan hệ thượng cấp hạ cấp. Lâm Bội Bội nói, chị và Trương Dương kia có quan hệ gì? Phạm Tư Kỳ cười nói, bạn bè bình thường thôi. Lâm Bội Bội có chút không vui nói, em thấy không đơn giản như vậy, khi chị thấy hắn cười rất vui vẻ. Phạm Tư Kỳ hôn lên mặt cô ta một cái, Bội Bội, đừng có ghen tuông, chị và hắn thật sự không có gì. Trương Dương bảo Từ Hoành Yến chuẩn bị một ít thức ăn địa phương của Nam Tích. Trong phòng trước tiên bật điều hòa. Nhà khách của ủy ban thể dục thể thao tuy rằng hoàn cảnh hơi đơn sơ, nhưng dù sao cũng là địa bàn của hắn, an bài chuyện gì cũng tiện hơn, cũng có thể thỏa mãn nguyện vọng không muốn để người khác biết của Phạm Tư Kỳ. 6 rưỡi tối, Phạm Tư Kỳ đi tới nhà khách ủy ban thể dục thể thao rất đúng giờ, lần này hộ tống cô ta đến chỉ có phí Ân Phổ. Từ biểu hiện của phí Ân Phổ có thể đoán rằng gã rất cung kính với Phạm Tư Kỳ. Trương Dương mời Phạm Tư Kỳ vào phòng phạm tư kỳ cởi áo khoác ra ra cảm thán nói mùa đông nam tích thật là trầm trương dương cười nói nam tích ở giang nam mùa đông ở đây không tính là lạnh nếu như cô tới đông bắc trung quốc cảm thụ một chút nơi đó mới có thể gọi là lạnh thật sự phạm tư kỳ mỉm cười nói tôi đã tới đông bắc rồi ở bên ngoài tuy rằng lạnh có điều vào trong phòng có lò sửa vẫn chịu được cái lạnh của bên này thì lại là trong không khí ẩm ướt gió thổi vào người lạnh tới thấu xương trương dương bật cười Phạm Tư Kỳ là người Singapore, quen với khí hậu nhiệt đới rồi, tất nhiên không thích ứng được với thời tiết ở đây. Đối với hắn mà nói mùa đông nam thích căn bản không tính là rét lạnh, có thể là có liên quan tới việc hắn trước giờ luôn sống ở Giang Bắc. Lúc này nhân viên phục vụ bắt đầu đưa đồ ăn lên, Trương Dương nói, hôm nay vội quá cho nên không kịp chuẩn bị gì cả, chỉ bảo đầu bếp làm vài món ăn địa phương, chị Phạm thưởng thức xem. Phạm Tư Kỳ nói, quá khách khí rồi, nơi này chính là nơi làm việc của anh à. Trương Dương gật đầu, nói trọng điểm công tác hiện tại của tôi chính là chuẩn bị cho vận hội tỉnh lần thứ 12 của Bình Hải, chắc là phải bận tới tháng 10 năm sau. Phạm Tư Kỳ nói, là vàng thì át sẽ phát sáng, loại người có năng lực như cậu, tới đâu cũng sẽ được trọng dụng. Trương Dương cười nói, chị Phạm đề cao tôi rồi. Hắn dơ chén rượu lên bảo Phạm Tư Kỳ và Phí Ân Phổ cùng nhau uống. Con người Phí Ân Phổ rất ít nói, từ sau khi đi vào, trừ chào hỏi Trương Dương ra thì không nói gì nữa, gã cũng không uống rượu, lấy cớ là lát nữa còn phải lái xe. Người này khiến cho Trương Dương cảm thấy khá hứng thú. Theo lý mà nói cũng là một quản lý cao của tập đoàn Tinh Nguyệt, nhưng sao nhìn thế nào cũng giống như và lái xe kiếm bảo tiêu của Phạm Tư Kỳ. Chương 554, quyền chủ động 3. Phạm Tư Kỳ lần này đến Nam Tích là lần đầu tiên bước vào đất Trung Quốc sau khi Hứa Gia Dũng chết. Lúc trước Tinh Nguyệt đầu tư vào cảng nước sâu, một bộ phận nguyên nhân rất lớn trong đó là bản kế hoạch của Hứa Gia Dũng mà lúc đó phạm tư kỳ vẫn bị hứa gia dũng áp chế cô ta không nắm rõ hoàn toàn kế hoạch đầu tư này đoạn thời gian này gián đoạn đầu tư một là bởi vì cái chết đột ngột của hứa gia dũng đã mang tới chấn động trong tập đoàn tinh nguyệt hai là cô ta muốn tìm hiểu lại hạng mục cảng nước sâu trong khoảng thời gian này phạm tư kỳ đã hiểu rõ được mất chuyện cảng nước sâu hiển nhiên có tiền cảnh lợi ích cực lớn còn nữa chính phủ thành phố nam tích rất là coi trọng tập đoàn tinh nguyệt đã như vậy phạm tư kỳ muốn lợi dụng cơ hội này tận hết khả năng thu được lợi ích lớn hơn trong lần đầu tư này. Tuy rằng Trương Dương tối nay dùng thân phận bạn bè để mở tiệc chiêu đãi Phạm Tư Kỳ, nhưng Phạm Tư Kỳ đối với hắn vẫn vẫn duy trì cảnh giác, dù sao bọn họ đại biểu cho cho đoàn thể lợi ích khác nhau, thậm chí Phạm Tư Kỳ cho rằng ở sân bay gặp được Trương Dương cũng không phải là ngẫu nhiên. Trương Dương cũng không hề chủ động đề cập tới cảng nước sâu, hắn không phụ trách khối đó, chỉ vận hội tỉnh thôi cũng đủ cho hắn bận rộn rồi hắn đối với cảng nước sâu không có hứng thú gì cả. Trong bữa cơm này bọn họ đều có biểu hiện vô cùng khách khí, nói chuyện với nhau rất cẩn thận, hơn một tiếng sau, tiệc tối cũng chấm dứt, Phạm Tư Kỳ đứng dậy cáo từ rời đi, Trương Dương cũng không giữ cô ta lại, tiễn cô ta ra ngoài cửa nhà khách, lại nhìn thấy hai người Lương Thành Long và Kiều Bằng Cử cùng nhau đi tới, hai người bọn họ tới đây ăn cơm cũng chỉ là ngẫu nhiên, vừa rồi ở công trường thị sát tình huống xong, Lương Thành Long đặc biệt thích ăn thịt gà mái ở nơi này, cho nên Đề Nghị Kiều bằng cử cùng nhau tới đây, không ngờ lại gặp Phạm Tư Kỳ ở cửa. Hai người bọn họ trước đây từng có giao tiếp với Phạm Tư Kỳ, cũng đều biết Phạm Tư Kỳ là chủ tịch tập đoàn Tinh Nguyệt, nhìn thấy Phạm Tư Kỳ, Kiều bằng cử vô cùng vui mừng, gã cười nói "Chị Phạm, tới Nam Tích lúc nào thế? Sao không nói với tôi một tiếng?" Phạm Tư Kỳ lạnh lùng cười nói, "Hôm nay vừa tới." Khi nói câu này, cô ta không nhịn được mà nhìn Trương Dương một cái, Trương Dương cười khổ Hắn biết Phạm Tư Kỳ tính chuyện này lên đầu mình, cho rằng là hắn thông chi cho Lương Thành Long và Kiều Bằng Cử, nhưng chuyện này không liên quan gì tới hắn, ở trước mặt hai người bọn Kiều Bằng Cử, Trương Dương cũng không tiện giải thích. Phạm Tư Kỳ mỉm cười nói, "Các anh nói chuyện đi, tôi hôm nay vừa tới Nam Tích, có chút mệt mỏi rồi, về khách sạn nghỉ ngơi trước." Kiều Bằng Cử và Lương Thành Long nhìn Phạm Tư Kỳ rời đi, đợi khi xe của cô ta đi xa rồi, Kiều Bằng Cử không nhịn được chỉ vào Trương Dương nói, "Trương Dương cậu đúng là không có hậu đạo phạm tư kỳ đến đây mà cậu cũng không nói cho chúng tôi một tiếng trương dương cười khổ nói vì sao phải nói tôi đi ăn cơm với ai cũng phải thông chi cho các anh à các anh là ai là lãnh đạo của tôi chắc kiều bằng cử và lương thành long xông lên phía trước mỗi người bẻ một cánh tay của trương dương nói cậu và phạm tư kỳ có quan hệ gì trương đại quan nhân nản vô cùng đám người này có tư tưởng gì vậy Chẳng lẽ cứ có một nữ nhân đi ăn cơm với mình là có điều ám muội à? Hắn hận không thể ném hai tên này ra ngoài, chỉ cần hắn muốn, khẳng định có thể làm được. Có điều Trương Dương cũng chỉ nghĩ mà thôi, cười nói, "Vào bên trong nói chuyện đi, thức ăn cơ bản còn chưa được đụng đến." Lương Thành Long vừa nghe thấy vậy liền không vui, "Làm cái trò gì thế? Bảo chúng tôi đi ăn cơm thừa à?" Trương Dương cười nói, "Lãng phí là không tốt, bao nhiêu đồ đều chưa đụng tới." tôi sẽ bảo đầu bếp làm cho anh các anh ít canh thịt chó để tầm bổ. Lương Thành Long cũng chỉ nói đùa vậy thôi, gã cười bảo, đừng để ý, gần đây tôi đang nóng lắm, không thể tầm bổ thêm nữa, bổ nữa là phun máu đấy. Ba người nói nói cười cười đi vào trong phòng, lại ngồi xuống, Trương Dương bảo Từ Hoành Yến đi sai đầu bếp làm thêm mấy món thức ăn, sau khi rượu thịt đầy bàn, Kiều Bằng Cử nói, nếu tôi nhớ không lầm, Phạm Tư Kỳ là vợ của Hứa Gia Dũng người chồng đã chết của cô ta lại là kẻ thù của cậu không ngờ hai người lại có thể ngồi xuống cùng ăn cơm trương dương nói chuyện này nói ra thì dài lắm chúng ta không nói tới chuyện này nữa hôm nay thật sự là trùng hợp tôi ra sân bay tiễn người cô ta vừa hay xuống máy bay thế nên gặp nhau tôi đã quen cô ta từ trước người ta từ xa tới nên tôi cũng phải khách khí chút thuận miệng nói muốn đón gió tẩn trần cho cô ta không ngờ cô ta đồng ý thật lương thành long nói bốc phét Trương Đại quan nhân có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, tôi ức chế lắm, vì sao khi tôi nói thật luôn không có ai tin. Kiều Bằng Cử nói, bởi vì ngươi cậu căn bản không nói thật. Trương Dương nói, trời đất chứng giám, tất cả những gì tôi nói đều là thật, cô ta nhận lời mời của tôi, đồng thời cũng đưa ra một điều kiện, chính là không được tiết lộ hành tung của cô ta cho người khác, vừa rồi nhìn ánh mắt của cô ta khi gặp các anh, cô ta chắc chắn nghĩ rằng là tôi đã tiết lộ cô ta đã đến Nam Tích rồi. Tôi con mẹ nó sao đen thế, hai bên đều không phải là người. Kiều Bằng cử lúc này có chút tin lời Trương Dương, thấp giọng nói, cô ta nếu đã đến đây, cần gì phải cần gì phải thần bí như vậy. Trong lòng bắt đầu suy đoán mục đích lần này Phạm Tư Kỳ tới Nam Tích, nếu tập đoàn Tinh Nguyệt có thể khôi phục đầu tư cho cảng nước sâu, như vậy công trình cảng nước sâu sẽ khởi động toàn diện, điều này đối với gã mà nói là một tin tức tốt. Trương Dương nói, có thể cô ta tới tham quan. Kiều Bằng cử nói, tinh nguyệt tay nắm tài chính, là mấu chốt quan trọng khiến công trình cảng nước sâu có thể tiếp tục khởi động hay không. Cô ta liệu cô lợi dụng khốn cảnh về tài chính trước mắt của Nam Tích để đưa ra nhiều điều kiện tốt cho mình hơn hay không? Lương Thành Long gật gật đầu, rất có khả năng, có kè mặc cả là thiên tính của thương nhân, nếu cô ta biết tài chính của Nam Tích đang khẩn trương, cô ta khẳng định sẽ nhân cơ hội này đòi thêm nhiều lợi ích hơn. Trương Dương thở dài nói, có mệt hay không, nói chuyện với đám người làm sinh ý các anh cả ngày chỉ bàn những chuyện này tôi nghe mà đau cả đầu kiều bằng cử mỉm cười nói trương dương quan hệ giữa cậu và phạm tư kỳ xem ra không tồi giao tình giữa cậu và hà trường an cũng khá tốt vì sao không lợi dụng cơ hội này giành quyền quản lý cảng nước sâu vào tay trương dương vừa nghe gã nói như vậy lắc đầu như đánh chống bỏi nói đánh chết tôi cũng không làm loại chuyện làm hết sức mà không được lòng này tôi chẳng muốn dính vào làm gì hiện tại một cái vận hội tỉnh đã đủ khiến tôi mệt chết rồi cảng nước sâu ư làm tốt thì chiến tích là của người khác làm hỏng thì trách nhiệm đổ lên đầu tôi tôi điên à mà làm lương thành long nói trước mắt vẫn chưa biết mục đích của phạm tư kỳ có lẽ cô ta không chuẩn bị tiếp tục đầu tư vào công trình cảng nước sâu đâu sau khi phạm tư kỳ rời khỏi nhà khách ủy ban thể dục thể thao cũng không về ngay cô ta bảo phí ân phổ lái xe đi quanh một vòng sân thể dục cũ của ủy ban thể dục thể thao dừng lại trước cửa lớn sân thể dục, Phạm Tư Kỳ mở cửa xe bước xuống. Phí ân phổ đi theo sau, khoác áo ra lên người cho cô ta. Phạm Tư Kỳ nói, khối đất này thế nào? Phí ân phổ nói, ánh mắt của chị quả nhiên là nhất đẳng, khối đất này nên là khu vực hoàng kim của thành phố Nam Tích. Nam Tích hai năm nay nơi nào cũng làm xây dựng, trong trong phạm vi trung tâm thành phố cũng không tìm được nơi nào thích hợp hơn nơi này. Phạm Tư Kỳ mỉm cười nói, thật ra tôi lần trước đến Nam Tích, đã nhìn chúng khối đất này rồi, nếu như lấy được nơi này, mở quảng trường thương nghiệp, hồi báo sẽ cực kỳ tốt. Phi ân phổ nói, giá đất nơi này không rẻ, hơn nữa ở đây lại có sân thể dục, có ủy ban thể dục thể thao, di rời là cả một vấn đề lớn, nếu chính phủ không gật đầu, căn bản là không thể làm được. Phạm Tư Kỳ nói, cậu nghĩ tôi thật sự muốn ăn cơm của Trương Dương Ư? Tôi là muốn tới xem khu đất này, sang năm trung tâm thể dục mới của thành phố Nam Tích sẽ được xây xong, sân thể dục cũ trên thực tế đã bỏ không, chúng ta lấy khối đất này mở quảng trường thương nghiệp cũng là cống hiến cho Nam Tích. Phí ân phổ nói, chị đã tính toán hết rồi ư. Phạm Tư Kỳ cười nói, cảng nước sâu có vấn đề về tài chính, khiến chính phủ thành phố Nam Tích gặp khó khăn, hiện tại là bọn họ cầu tôi, tiền, không phải là vấn đề. Nhưng mỗi một phân tiền mà chúng ta đầu tư vào đều phải cố gắng giành được sự hồi báo lớn nhất. Tôi thừa nhận cảng nước sâu là một hạng mục có tiền cảnh cực lớn, nhưng thời gian hồi báo lại rất dài, tôi có thể chờ đợi nhưng các cổ đông của công ty lại muốn trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy được hiệu quả và lợi ích lớn nhất. Phí ân phổ thấp giọng nói, áp lực của chị rất lớn. Phạm Tư Kỳ mỉm cười nói, tôi, một người chấp trưởng một tập đoàn tài chính lớn như vậy, rất nhiều người đều không tin tưởng tôi, tuy rằng hai năm nay tôi làm cũng không tệ lắm, nhưng bọn họ vẫn tràn ngập nghi ngờ đối với tôi, đầu tư cảng nước sâu, khiến tôi gặp phải nguy cơ mất tín nhiệm chưa từng có, tôi phải làm tốt một việc khác để di rời sự chú ý của họ. Phi ân phổ nói, lợi dụng đầu tư cảng nước sâu làm điều kiện, có lẽ chính phủ thành phố Nam Tích sẽ đồng ý nhượng lại khối đất này cho chúng ta. Phạm Tư Kỳ nói, tôi chẳng những múa khối đất này mà còn muốn một cái giá lý tưởng nhất, lợi dụng khối đất này để giảm bớt mạo hiểm của đầu tư cảng nước sâu. Cô ta khoác chặt áo ra, nhìn đèn đuốc bên trong sân thể dục, không khỏi lộ ra một nụ cười vui vẻ chương 555, điều kiện 1. Tin tức chủ tịch tập đoàn Tinh Nguyệt Phạm Tư Kỳ tới Nam Tích được lặng lẽ truyền bá ra, phó thị trưởng thường vụ Nam Tích Trần Hạo cảm thấy có chút khó hiểu, cô ta sau khi tới không hề liên hệ với chính phủ thành phố, thậm chí còn không chủ động tiếp xúc với người phụ trách công trình cảng nước sâu là y, rốt cuộc là trong hồ lô của cô ta bán thuốc gì. Trần Hạo có chút thiếu kiên nhẫn, công trình cảng nước sâu chẳng những liên quan tới sự phát triển trong tương lai của Nam Tích, cũng liên quan tới sĩ đồ của y, trong đoạn thời gian gần đây, áp lực quá lớn khiến cho y ăn ngủ mất ngon, so với thường lăng không tiền nhiệm của y, năng lực của Trần Hạo ở các phương diện kém cỏi hơn nhiều. Bí thư thị ủy từ quang nhiên đối với điều này cũng biết rất rõ, y tuy rằng biết năng lực của Trần Hạo hữu hạn, khả phóng mắt khắp nam tích, trước mắt không có nhân tuyển nào thích hợp để thay thế cho y. Trần Hạo một mình tiến hành báo cáo những tình hình gây đây lại với từ quang nhiên, y là người giữ quy củ, xảy ra bất kỳ chuyện gì, y đều sẽ ngay lập tức báo cáo lại cho Từ Quang Nhiên, đây cũng là điểm mà Từ Quang Nhiên thích nhất ở y, bất kỳ lãnh đạo nào cũng đều thích cấp dưới nghe lời, Từ Quang Nhiên cũng không ngoại lệ. Từ Quang Nhiên nghe Trần Hạo báo cáo xong, không khỏi nhíu mày nói, anh nói là Phạm Tư Kỳ đã tới Nam Tích rồi ư? Trần Hạo gật gật đầu, chính xác trăm phần trăm, tôi nghe nói cô ta đã tới từ ngày hôm qua rồi, còn ăn cơm cùng với Trương Dương nữa. Từ quang nhiên ngây ra, lại là Trương Dương. Thằng ôn này đúng là không có chỗ nào là không có mặt, chuyện trung tâm thể dục mới đã dày vỏ y đến long trời lỡ đất, lần này lại muốn thọc gậy bánh xe vào chuyện cảng nước sâu ư. Từ quang nhiên thấp giọng nói, quan hệ giữa cô ta và Trương Dương tốt lắm à? Trần Hạo lắc lắc đầu nói, cái này cũng không rõ, có điều cái chết của chồng cô ta là hứa ra dũng có chút liên quan tới Trương Dương, theo lý mà nói thì phải là kẻ thù của nhau mới đúng. Từ quang nhiên nói, loại chuyện này rất khó nói, đúng rồi, vì sao không trực tiếp tìm Trương Dương mà hỏi?" Trần Hạo nói, thằng ôn này là hạng giảo hoạt, chắc gì đã chịu nói thật. Nghi vẫn còn có thành kiến đối với Trương Dương. Từ Quang Nhiên bật cười, có cần thiết phải giấu giếm không? Y phát hiện Trần Hạo luôn dùng đầu óc vào những chỗ không nên dùng. Trần Hạo nói, Phạm Tư Kỳ là theo lời mời của tôi mà đến Nam Tích, cô ta vì sao sau khi đến lại không thông báo mà lại đi gặp Trương Dương trước? Từ Quang Nhiên nói, có lẽ cô ta cho rằng tài chính của cho chúng ta hiện tại đang khẩn trương, cần sự rót vốn của cô ta, tự cho rằng mình chiếm quyền chủ động, có lẽ cô ta muốn trước tiên thông qua Trương Dương để hiểu thêm gì đó. Trần Hạo nói, Trương Dương sẽ không bán đứng lợi ích của Nam Tích chúng ta chứ. Lúc này y lại chơi trò luận âm mưu. Từ Quang Nhiên nói, cảng nước sâu không có liên quan gì tới Trương Dương, hắn đối với chuyện của cảng nước sâu cũng không rõ ràng lắm, theo lý sẽ không đâu y có chút mất kiên nhẫn với Trần Hạo, anh vì sao không đi hỏi hắn trực tiếp. Trương Dương không ngờ Lão Trang lại tìm tới hắn, Lão Trang và Chu Lão Tam đi cùng nhau, Lão Trang ở trên chương trình thời sự nhìn thấy Trương Dương, cho nên mới biết người tối hôm đó cứu vợ của ông ta là chủ nhiệm Trương Dương của Ủy ban Thể dục Thể thao, cho nên đặc biệt tới tặng diện cầm kỳ, lại đặc biệt làm hai con vịt hun khói, tới đăng môn cảm tạ. Khi bọn họ tới, Trương Dương vừa mới họp hội đảng tổ xong, từ trong phòng họp đi ra, Nhìn thấy Chu lão tam và lão trang đứng chờ ở đó, Chu lão tam mở diện cẩm kỳ ra, bên trên thêu hàng chữ phấn đấu quên mình, xả thân cứu người. Lão trang xách hai con vịt sông khói đứng ở bên cạnh. Tất cả tạo thành viên đảng tổ nhìn thấy tình cảnh trước mắt đều có chút hồ đồ, một lát sau mới hiểu, thì ra là chủ nhiệm trương cứu người ta, hơn nữa còn là cứu người mà không để lại tên. Lão trang đưa vịt hun khói cho Chu lão tam, bước nhanh lên trước, hai tay nắm chặt tay Trương Dương kích động nói, chủ nhiệm Trương, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cứu vợ tôi. Trương Dương bật cười, lão Trang, các ông sao lại tìm tới đây? Chu lão Tam ở bên cạnh nói, chúng tôi xem thời sự trên TV thấy có ngài, cho nên tìm tới đây. Đám thành viên của đảng tổ nghe thấy Trương Dương cứu người, đều nhao nhao tán Dương, cho rằng đây là loại tinh thần đáng để học tập. Trương Đại Quan Nhân cũng không coi cứu người là chuyện gì lớn, mình vừa hay có mặt ở đó, nói chung không thể thấy chết mà không cứu, hắn cũng cảm thấy diện cẩm kỳ này quá gây chú ý, gọi phó trường trinh tới, bảo gã nhận lấy cờ và vịt hun khói, phó trường trinh cười nói tôi treo cờ ở trên tường văn phòng của ngài nhé. Trương Dương nói, rêu dao làm cái gì, hay là treo trong phòng họp đi. Đám thành viên đảng tôi nghe thấy treo ở trong văn phòng thì là rêu dao vậy treo trong phòng họp chẳng lẽ không phải à? Rõ ràng là thích khoe khoang thể hiện mà. Trương Đại Quan Nhân có các giải thích của hắn, cười tùm tìm nói, tôi sao có thể một mình độc chiếm vinh dự được, mọi người cùng hưởng, mọi người cùng hưởng. Trương Dương mời Lão Trang và Chu Lão Tam tới văn phòng của mình ngồi, Lão Trang không nói gì, chỉ luôn miệng cảm ơn. Chu Lão Tam nói, chủ nhiệm Trương, Lão Trang lần này tới đây là muốn mời ngài ăn cơm, cuối tuần này nếu ngài rảnh thì tới xa hoa cư của tôi ăn cơm đi. Trương Dương cười nói, không cần đâu, tâm ý của các vị tôi xin nhận, cơm thì không ăn đâu, gần đây công việc của tôi bận bịu lắm, không có thời gian rảnh. Lão Trang nói, "Chủ nhiệm Trương, chỉ cần ngài muốn ăn vịt thì cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi lập tức cho người đưa tới." Trương Dương biết lão Trang muốn thông qua phương thức này để biểu đạt lòng biết ơn đối với mình, nếu mình cự tuyệt, ngược lại sẽ không hay, hắn mỉm cười gật gật đầu nói, "Được, chỉ cần tôi muốn ăn vịt hun khói, tôi sẽ gọi điện thoại cho ông." Vừa nhắc đến điện thoại, điện thoại trên bàn liền đổ chuông, Trương Dương nhấc máy là thư ký Lưu Hạ của phó thị trưởng thường vụ Trần Hạo gọi tới, Lưu Hạ nói, chủ nhiệm Trương, thị trưởng Trần Bảo anh lập tức tới văn phòng của ông ấy một chuyến. Ngữ khí lộ ra vẻ ra lệnh. Trương đại quan nhân nghe thấy ngữ khí của hắn thì có chút khó chịu, thật sự không hiểu, rất nhiều người làm lãnh đạo đều cố gắng bình dị dễ gần, nhưng đám thư ký này thì lại thích thể hiện mình to hơn trời, thật sự không biết là chúng khệnh cái gì, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, những lời này quả nhiên rất có đạo lý. Trương Dương không nói câu nào, dập máy luôn. Lưu Hạ ngây ra, thằng ôn này có thái độ gì vậy, nhưng nhiệm vụ mà thị trưởng đại nhân giao cho hắn, hắn phải hoàn thành, Lưu Hạ chỉ đành gọi lại. Trương Dương không nhấc, cũng không định nhắc, cười cười tiến Lão Trang và Chu Lão Tam ra khỏi cửa. Vừa tiến họ đi thì di động lại đổ chuông, Trương Dương bắt máy, lường biếng nói, ai vậy? Giọng nói mang theo vẻ tức giận của Lưu Hạ từ bên trong truyền ra chủ nhiệm Trương. Trương Dương lại gác máy, Lưu Hà tức rồi. Thư ký thường thường đều là rất có năng lượng, anh nếu đắc tội với bọn họ, bọn họ sẽ tìm chủ nhân của mình tố cáo. Lưu Hà cũng không ngoại lệ, hắn đem chuyện Trương Dương từ chối bắt máy nói lại cho Trần Hạo. Trần Hạo nhíu mày, giữa Y và Trương Dương cũng không có mâu thuẫn gì, luận về cấp bậc thì mình so với hắn cao hơn nhiều, sao lại vô lễ như vậy? Mang theo sự khó hiểu, Trần Hạo tự mình gọi điện thoại cho Trương Dương. Điện thoại vừa thông trần hạo nói trương à tuy rằng y không biểu lộ thân phận nhưng cảm thấy gọi trương như vậy chẳng khác nào là tỏ rõ thân phận của mình trương dương nghe ra là giọng của trần hạo nhưng vẫn giả vờ giả vịt nói ai thế tôi là trần hạo đây trần hạo bất đắc dĩ đành phải biểu lộ thân phận của mình trương dương giả bộ kích động nói thị trưởng trần à ngại quá tôi vừa rồi không nghe ra trần hạo cũng không biết hắn là không nghe ra thật hay là giả vờ nhưng trong lòng vẫn có chút mất hứng, nói cậu giờ đến văn phòng của tôi một chuyến nhé, đến ngay đấy. Nói xong y liền gác máy, thân phận của y sờ sờ ra đó, có tư cách để ra lệnh. Một lúc sau, Trương Dương xuất hiện ở ngoài văn phòng của Trần Hạo, trước tiên gặp được thư ký Lưu Hạ, Lưu Hạ không nhịn được liền nói kháy, "Chủ nhiệm Trương, gọi điện cho anh khó thật đấy." Trương Dương mặt không hề có vẻ cười cợt, nói, "Anh là ai?" Lưu Hạ hơi ngây ra một chút, nói tôi Tôi là thư ký của thị trưởng Trần. Thư ký à, cấp bậc không thấp, cấp khoa phải không? Một câu này đã khiến cho mặt lưu hạ đỏ bừng, người ta đây là coi thường hắn. Trương Dương cười lạnh một tiếng bước vào trong văn phòng của Trần Hạo, loại nhân vật như lưu hạ thích hỉ thế hiếp người, không dằn mặt hắn một chút thì hắn căn bản không biết mã vương ra có ba con mắt. Trần Hạo đang phê duyệt văn kiện, nhìn thấy Trương Dương đến liền dừng tay, cười nói Trương đến rồi đấy à năng lực cá nhân của Trần Hạo mặc dù có hạn, nhưng khả năng thì vẫn có, nếu không thì cũng không thể nào bò lên được tới vị trí hiện tại. Trương Dương mỉm cười gọi một tiếng thị trưởng Trần. Trần Hạo nhiệt tình mời hắn ngồi, lại bảo Lưu Hạ đi pha trà. Còn chuyện hôm nay Lưu Hạ gọi điện thoại mà hắn không nhắc, Trần Hạo không hề nhắc đến, y thấy loại chuyện này mà nhắc đến thì cũng không có ý nghĩa gì. Chương 555, điều kiện 2 trương dương uống một ngụm trà rồi hỏi thị trưởng trần tìm tôi có chuyện gì vậy trần hạo nói là thế này tôi nghe nói cậu và chủ tịch tập đoàn tinh nguyệt singapore phạm tư kỳ có quan hệ không tồi rốt cuộc là có chuyện này không câu hỏi này của trần hạo rất cao minh y không nói thẳng phạm tư kỳ đã tới nam tích mà là nói bóng nói gió hỏi quan hệ của trương dương và phạm tư kỳ trương dương cười nói lúc trước khi tôi ở giang thành có từng tiếp xúc một chút với cô ta cũng coi như là bạn bè bình thường Trần Hạo nói, tôi nghe nói ngày hôm qua Phạm Tư Kỳ tới ủy ban thể dục thể thao của các cậu. Trương Dương nhíu mày, không ngờ chuyện này lại truyền ra nhanh như vậy. Xem ra thiên hạ quả nhiên không có bức tường nào là không lọt gió, nhanh như vậy đã truyền tới tai Trần Hạo rồi, Trần Hạo khẩn trương thì có thể lý giải được, dù sao công trình cảng nước sâu là do y phụ trách, Phạm Tư Kỳ là phía đầu tư chủ yếu của công trình cảng nước sâu, cô ta tới Nam Tích Thủy Trung không tiếp xúc với Trần Hạo, xem ra Trần Hạo đã có chút đứng ngồi không yên trương dương nói ngày hôm qua tôi ở sân bay ngẫu nhiên gặp cô ta cho nên mời cô ta đi ăn cơm trần hạo mỉm cười nói nói chuyện gì vậy trương dương nói chỉ nói chuyện phiếm thôi trần hạo đối với câu này của trương dương thì nửa tin nửa ngờ y cười nói cô ta có nói tới chuyện cảng nước sâu hay không trương dương lắc lắc đầu nói không cô ta không không nhắc tới chuyện này hơn nữa cô ta còn muốn tôi giữ bí mật về chuyến đi này của cô ta trong chuyện này trương dương cũng không lừa y Trần Hạo ư ừ một tiếng, ngóng tay gõ gõ lên mặt bàn, nói cô ta hiện tại sống ở đâu. Trương Dương đang định nói thì Lưu Hạ từ bên ngoài bước vào, thị trưởng Trần, phạm tư kỳ của tập đoàn Tinh Nguyệt đã đến. Trần Hạo thầm nghĩ, đúng là nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Trương Dương đứng dậy, nói cả nửa ngày thì ra Trần Hạo là chuyện này, thật sự là thừa thái, rõ ràng có thể ở trong điện thoại nói rõ, nhưng lại cứ bắt mình phải tới đây một chuyện, trong lòng hắn có chút khó chịu, nhưng ngoài mặt thì không thể hiện ra vẻ không vui mỉm cười nói thị trưởng trần ông có việc tôi xin đi trước trần hạo gật gật đầu đi đi trương dương ra tới cửa thì gặp phạm tư kỳ và lâm bội bội phạm tư kỳ nhìn thấy trương dương không khỏi mỉm cười đầy ẩn ý trương dương biết rõ cô ta đang cười gì cô ta khẳng định nghĩ rằng mình đã đem chuyện cô ta tới nam tích nói cho trần hạo trương dương đối với chuyện này cũng không muốn giải thích dù sao có giải thích cũng chẳng được người ta muốn nghĩ thế nào thì cứ kệ người ta trương dương mỉm cười gật gật đầu với phạm tư kỳ nói đến tìm thị trưởng trần à phạm tư kỳ nói không ngờ anh lại tới trước tôi trương dương nói thị trưởng trần tìm tôi hỏi chút việc tôi đi trước đây phạm tư kỳ gật gật đầu cùng lâm bội bội bước vào văn phòng của trần hạo trần hạo mặt mày tươi cười mời phạm tư kỳ vào y rất lịch sự bắt tay phạm tư kỳ chị phạm cả ngày hôm nay tôi luôn đợi chị đấy Phạm Tư Kỳ cười nói, có thể khiến thị trưởng đại nhân nhớ thương, tôi thật sự là rất vinh hạnh. Trong lòng lại thầm nghĩ, ông không phải là nhớ tôi mà là nhớ tiền của tôi. Trần Hạo nói, chị Phạm là bạn hợp tác thân mật cùng xây dựng cảng nước sâu nam tích của chúng tôi, hai bên chúng ta hợp tác trước giờ luôn rất vui vẻ. Phạm Tư Kỳ cười cười cười, cùng Lâm bội bội ngồi xuống salon, thị trưởng Trần, thật ra chúng tôi đã tới từ hôm qua, bởi vì cảm thấy có chút mệt mỏi, cho nên không liên hệ với ngài ngay trần hạo nói chị phạm vẫn nên thông chi trước cho tôi một tiếng tôi có thể an bài khách sạn cho các chị phạm tư kỳ mỉm cười nói không cần phiền như vậy sự nhiệt tình của quý phương tôi đã thể hội rồi lần này mục đích chủ yếu mà tôi tới đây chính là vì thương vụ trần hạo mỉm cười nói tôi rất hân thưởng phương thức công tác gọn gàng dứt khoát của chị phạm phạm tư kỳ nói trước đây đều là phó thị trưởng thường phụ trách chuyện cảng nước sâu tôi và anh ta đã tiếp xúc với nhau khá nhiều Trần Hạo nói, hiện tại thị trường thường bởi vì công việc đòi hỏi cho nên đã tới Lam Sơn rồi, hiện giờ thị lý giao công trình cảng nước sâu cho tôi phụ trách, tôi sẽ tận hết sức để làm tốt công tác này. Chị Phạm có ý kiến gì cũng không cần phải lo lắng, cứ đề xuất với tôi là được. Phạm Tư Kỳ mỉm cười nói, thị trường Trần đúng là người sảng khoái, tốt lắm, chúng ta trước tiên bàn về chuyện cảng nước sâu. Trần Hạo quan tâm nhất chính là vấn đề cảng nước sâu, cho dù Phạm Tư Kỳ không đề cập tới, Y cũng muốn bàn về chuyện này, Trần Hạo nói, căn cứ vào hợp đồng đã ký giữa chúng tôi và Quý Phương, đầu tư kỳ 2 của cảng nước sâu hiện tại hẳn là phải vào tài khoản rồi. Phạm Tư Kỳ nói, thị trường Trần, Tinh Nguyệt sẽ thực hiện đầu tư của chúng tôi, có điều gần đây bên trong thành viên hội đồng quản trị xuất hiện một số vấn đề, cho nên mới có chút chậm trễ, ông yên tâm, chúng tôi sẽ dựa theo hợp đồng mà làm việc, tổn thất bởi vì kéo dài mà tạo thành cho Quý Phương, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Thái độ của cô ta có vẻ rất thành khẩn. Trần Hạo nghe Phạm Tư Kỳ nói như vậy, nhất thời như được uống một viên thuốc an thần, trong lòng yên tâm hơn nhiều, nhưng y cũng không phải là kẻ ngốc, rất nhanh liền biết rõ sự ảo diệu bên trong những lời này của Phạm Tư Kỳ. Cô ta không nói không đầu tư, cũng không nói là tài chính kỳ hai lúc nào thì chuyển vào tài khoản, tuy rằng thái độ rất tốt, tỏ ý sẽ gánh chịu tổn thất, nhưng phía Nam Tích không thể chờ đợi được nữa. Phạm Tư kỳ chính bởi vì đoán chắc rằng phía Nam Tích không thể chậm chế được nữa, chế độ xã hội bất đồng quyết định phương pháp mà bọn họ áp dụng để xử lý vấn đề sẽ bất đồng. Vấn đề tài chính đã trở thành sự khốn nhiễu cho Trần Hạo, Thường Lăng Không đã để lại cho y một nan đề cực lớn, quyền lực càng lớn thì trách nhiệm phải gánh càng lớn, y cũng biết mình đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường vụ, có rất nhiều người cũng không phục, y nóng lòng muốn trong thời gian ngắn chứng minh với mọi người năng lực của mình hiển nhiên cách tốt nhất chính là mau chóng giải quyết vấn đề tài chính của cảng nước sâu chuyện này kéo dài càng lâu đối với y sẽ càng không có lợi chẳng những người chung quanh sẽ nghi ngờ năng lực chấp chính của y thậm chí ngay cả bí thư thị ủy từ quang nhiên cũng dần dần mất đi sự nhẫn nại đối với y trần hạo đã cảm thấy nguy cơ trần hạo nói chị phạm xây dựng cảng nước sâu không thể trì hoãn được nữa có thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng không tài chính của quý phương khi nào thì gửi đến phạm tư kỳ nói thị trưởng trần tôi tuy rằng là chủ tịch tinh nguyệt nhưng mỗi một lần đầu tư cũng không phải là một mình tôi nói là xong là phải trải qua sự quyết định tập thể của ban giám đốc trần hạo nói chuyện cảng nước sâu không phải đã sớm được quyết định rồi ư phạm tư kỳ thở dài nói nhưng phía nội bộ công ty vẫn có người lên tiếng phản đối trần hạo nói công trình cảng nước sâu có hiệu quả và lợi ích trường kỳ một khi hoàn thành rồi hồi báo tất nhiên sẽ rất trọng hậu lúc trước tinh nguyệt cũng xem trọng tương lai của cảng nước sâu cho nên mới quyết định đầu tư phạm tư kỳ gật gật đầu nói trong khoảng thời gian này tôi cố gắng thuyết phục các thành viên hội đồng quản trị sở dĩ trì hoãn lâu như vậy mới tới đây là muốn thống nhất ý kiến trần hạo nói kết quả thương lượng như thế nào phạm tư kỳ nói đầu tư kỳ hai của chúng tôi có thể gửi tới trong vòng một tuần trần hạo vui mừng quá đỗi thật vậy ư thế thì tốt quá Phạm Tư Kỳ nói, có điều các thành viên hội đồng quản trị đề xuất muốn tiến hành mở thương nghiệp tại một khối đất của Nam Tích. Trong lòng Trần Hạo trầm xuống, quả nhiên có điều kiện, y thấp giọng nói, không biết các cô nhìn chúng khối đất nào. Phạm Tư Kỳ nói, khu sân thể dục cũ, tôi đã mang bản vẽ tới đây rồi. Lâm bội bội trải bản vẽ đã được chuẩn bị từ trước lên mặt bàn, Phạm Tư Kỳ chỉ vào bản vẽ nói, kiến trúc của khu vực này đã cũ lắm rồi, hơn nữa theo sự xây thành của trung tâm thể dục mới của quý thành phố, sân thể dục sẽ bị bỏ hoang, nếu dùng để mở khu thương nghiệp, có thể làm tăng giá trị của khu đất này. Trần Hạo nói, chị Phạm, trong hợp đồng của chúng ta có điều kiện này. Phạm Tư Kỳ nói, hợp đồng thì chúng tôi sẽ chấp hành, khu đất này chúng tôi cũng rất xem trọng, hai bên cũng không có mâu thuẫn gì, nếu thị lý có thể phê duyệt khu đất này cho chúng tôi, tôi nghĩ đầu tư đến tiếp sau của tinh nguyệt sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì. Trần Hạo nói, "Chị Phạm tính trả bao nhiêu tiền cho khu đất này?" Phạm Tư Kỳ nói, "Tính toán tổng hợp giá cả của những khu đất khác của Nam Thích, chúng tôi đồng ý trả 500.000 nhân dân tệ cho khu đất này, bởi vì tài chính của chúng tôi phải rót vào công trình cảng nước sâu, cho nên tôi hy vọng khu đất này có thể sử dụng phương thức trả góp hoặc là đợi sau khi công trình cảng nước sâu hoàn công, sẽ khấu trừ lợi ích mà chúng tôi nhận được đi để trả, ý thị trưởng Trần thế nào?" Trần Hạo một lát sau mới thấp giọng nói, "Chuyện này quá quan trọng tôi phải đệ trình lên để các thường ủy thảo luận. Phạm Tư Kỳ mỉm cười nói, vậy tôi chờ tin tức của ngài. chương 555, điều kiện 3. Từ quang nhiên nghe Trần Hạo báo cáo xong chuyện này, y nhíu mày nói kéo dài thời hạn trả tiền. Hoặc là khấu trừ từ trong ích lợi tương lai mà họ nhận được. Phạm Tư Kỳ đánh bàn tính như ý à, không chi một phân tiền mà muốn mua khối đất đó, tay không bật giặc chắc. Trần Hạo cười khổ nói, còn không phải ư, Tôi thấy chuyện này rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của chúng ta, cho nên không dám làm chủ, đặc biệt xin chỉ thị của ngài." Từ Quang Nhiên nói, "Có nói tài chính của cảng nước sâu khi nào thì gửi không?" Trần Hạo nói, nhìn ý tứ của cô ta là muốn gộp chung hai chuyện làm một. Từ Quang Nhiên có chút cả giận nói, "Ép chúng ta à? Vì sao lúc trước không đề cập, hiện tại lại đòi tăng điều kiện?" Trần Hạo, tôi cũng cũng ức chế, cô ta vì sao đột nhiên nhắc tới khu đất sân thể dục cũ? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới Trương Dương? Từ Quang Nhiên tức giận nói, nếu là Trương Dương khuyến khích cô ta làm như vậy, vậy thì nguyên tắc đảng tính của thằng ôn này đặt ở chỗ nào? Đặt lợi ích của quốc gia ở đâu? Trần Hạo nói, chuyện này có chút kỳ quái, người đầu tiên mà Phạm Tư Kỳ tìm đến sau khi tới Nam Tích chính là Trương Dương, rốt cuộc là cái gì thúc đẩy cô ta làm như vậy? Hy vọng không phải lợi ích chung đã gắn kết bọn họ lại với nhau. Từ quang nhiên nói, chuyện này tốt nhất để thảo luận trong cuộc họp thường ủy đi. Trần Hạo nói, bí thư từ, công trình cảng nước sâu sắp không còn nổi một hạt gạo rồi. Khi sắp tan làm, Trương Dương nhận được điện thoại của Phó Thị trưởng Cung Kỳ Vĩ. Cung Kỳ Vĩ ngữ khí rất nghiêm túc, Trương Dương, tối nay cậu có rảnh không? Lãnh đạo trực tiếp tuyên triệu, Trương Dương đương nhiên là có rảnh, cho dù không rảnh thì cũng phải cố dành thời gian mà tới, huống chi hắn vốn không có việc gì, Trương Dương nói thị trưởng cung, tôi tối nay không bận gì cả. Cung Kỳ Vĩ nói, vậy tốt, cậu ở cổng trụ sở đợi tôi. Trương Dương cảm thấy có chút kỳ quái, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến Cung Kỳ Vĩ lại đi vào lúc này. Có điều, hắn từ trong giọng nói của Cung Kỳ Vĩ nghe ra hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi. 15 phút sau, Cung Kỳ Vĩ đi tới ủy ban thể dục thể thao, Trương Dương nhìn thấy xe của y lái vào trong trụ sở, vội vàng bước xuống lầu, cười nói, thị trưởng cung tôi đã pha trà xong rồi ngài lên uống thử đi sắc mặt cung kỳ vĩ không được tốt cho lắm y lắc lắc đầu nói không cần cậu theo tôi tới sân thể dục xem trương dương đi theo cung kỳ vĩ tới sân thể dục sân thể dục và ủy ban thể dục thể thao nằm cầy nhau đi qua cửa là tới hai người dẫm lên ánh chiều tà của dương dọc theo đường băng của sân thể dục chậm rãi bước đi trương dương không biết mục đích cung kỳ vĩ tới đây có điều chắn chắn không phải là tới để tàn bộ Cung Kỳ Vĩ dừng chân ở cầu môn sườn Bắc, nhìn sân thể dục cũ, nói chờ sang năm trung tâm thể dục mới xây xong, nơi này sẽ không còn được dùng nữa. Trương Dương cười nói, đúng vậy, một khu đất lớn như vậy, không thể để nó bị bỏ hoang được. Thị Lý có định dùng khu đất này để kinh doanh không? Cung Kỳ Vĩ nhìn Trương Dương một cái, thấp giọng nói, cậu có ý định này à? Trương Dương gật gật đầu nói, có. Cung Kỳ Vĩ lại nói, cậu và phía Tinh Nguyệt đã bàn về việc này ư? Nghe thấy câu này, Trương Dương có chút kinh ngạc, hắn hỏi lại, tôi vì sao phải bàn với họ, chuyện này có liên quan gì tới họ à? Cung Kỳ Vĩ nói, Chủ tịch Tinh Nguyệt Phạm Tư Kỳ đề xuất với thị lý, Tinh Nguyệt muốn mua khối đất này. Trương Dương nói, cô ta định trả bao nhiêu tiền? Cung Kỳ Vĩ nói, định khấu trừ từ tổng lợi ích tương lai của cảng nước sâu, giá sơ bộ là 500.000 nhân dân tệ. Trương Dương nói, cô ta tưởng là mua rau cải à? 500.000 đến sân của ủy ban thể dục thể thao cũng không có cái giá đó cung kỳ vĩ nhìn vẻ mặt của trương dương cũng không giống giả vờ chẳng lẽ thị lý thật sự hiểu lầm hắn chuyện này hắn và phạm tư kỳ không hề thông đồng gì với nhau trương dương nói thị trường cung ngày hôm nay rất lạ rốt cuộc là có chuyện gì vậy cung kỳ vĩ nói về sau cậu phải chú ý một chút thân phận của phạm tư kỳ rất mẫn cảm đừng đi lại thân thiết với cô ta quá trương dương lập tức hiểu ra thị trường cung không phải có người tính món nợ này lên đầu tôi chứ? Cho rằng tôi cấu kết với Phạm Tư Kỳ, làm tổn hại tới lợi ích của quốc gia ư? Cung Kỳ vĩ tuy rằng không nói gì, nhưng vẻ mặt của y đã thừa nhận rồi. Trương Dương tức giận nói, tôi chỉ là ngẫu nhiên gặp cô ta, cùng cô ta ăn một bữa cơm mà thôi, hiện tại thì hay rồi, cô ta cho rằng tôi đã thông báo tin tức cô ta tới Nam Tích cho Thị Lý, Thị Lý thì coi tôi là nội gián, cấu kết với cô ta đào góc tường của xã hội chủ nghĩa tôi hai mặt đều không phải là người. Cung kỳ vĩ cũng tin Trương Dương vô tội, y thở dài nói, hiện tại tinh nguyệt lấy việc đầu tư ra để đòi hỏi, gắn chặt khối đất này và đầu tư cảng nước sâu, xem tình hình, thị lý nếu không cắt khu đất này có cô ta, chỉ sợ đầu tư đáp ứng lúc trước sẽ lại tiếp tục bị kéo dài. Trương đại quan nhân phát hỏa rồi, loại gian thương làm việc không theo quy củ, không theo hợp đồng này, dứt khoát tống cổ luôn đi, không phải chỉ có vài đồng tiền thôi thôi ư. Có tiền thì hay lắm à, tôi ức chế lắm rồi, công trình cảng nước sâu, người muốn đầu tư lẽ ra phải chen nhau tới đổ cả cửa mới đúng, vốn nên là chuyện người khác phải cầu chúng ta, sao lại thành ngược lại như vậy. Cung kỳ vĩ tỏ vẻ rất đồng ý với những lời này của Trương Dương, đối với hiện trạng của cảng nước sâu y cảm thấy rất khó hiểu, đúng là chính sách của thị lý xảy ra vấn đề, mới khiến cho những ngoại thương này tự cho mình là hay. Sau khi ký hợp đồng liền đề xuất thêm điều yên, Cung kỳ vĩ nói thị lý đang họp thường ủy, không biết kết quả cuối cùng như thế nào trương dương nói loại chuyện này mà còn cần phải thảo luận à chính phủ cũng giống như con người vậy đều phải có sĩ diễn nếu như cúi đầu trước tiền vậy thì còn là tác phong của đảng viên à hôm nay tinh nguyệt dám mượn chuyện này để ép chúng ta đòi đất ngày mai nhà đầu tư khác cũng sẽ đề xuất điều kiện theo nam tích lớn như vậy dứt khoát chia cho người ta hết chắc cung kỳ vĩ lắc lắc đầu nghĩ thầm người đưa ra quyết định không phải là tôi trương dương càng nghĩ càng giận Hắn lớn tiếng nói, sân thể dục là của ủy ban thể dục thể thao, không ai quyết định được cả, ai dám cắt đất trong phạm vi của tôi, tôi không để yên cho hắn đâu. Trên cuộc họp thường ủy cũng phân thành hai luồng ý kiến trái chiều, mấy thường ủy do Lý Bồi Nguyên dẫn đầu cho rằng không thể dung túng cho loại hành vi này của Tinh Nguyệt, bọn họ lấy đầu tư của cảng nước sâu ra để đòi hỏi, mục đích chính là để tranh thủ càng nhiều lợi ích hơn, giảm bớt mạo hiểm đầu tư. Quan điểm của Lý Bồi Nguyên và Trương Dương không mưu mà hợp nếu chúng ta hôm nay đáp ứng yêu cầu của Tinh Nguyệt rồi, như vậy ngày mai sẽ có nhiều nhà đầu tư hơn ra điều kiện, làm bất kỳ chuyện gì cũng phải chú ý chứ Tín, bọn họ vi phạm hợp đồng trước, chúng ta còn chưa truy cứu trách nhiệm của bọn họ, hiện tại không ngờ lại lợi dụng chuyện này để đòi hỏi, tôi cho rằng loại yêu cầu này thật sự quá đáng, chúng ta kiên quyết không thể đáp ứng." Phó thị trưởng Thường vụ Trần Hạo nói, "Tôi cũng cho rằng yêu cầu Tinh Nguyệt đưa ra có chút quá đáng, nhưng chúng ta cũng phải nhìn thấy cảng nước sâu hiện tại đang gặp phải khó khăn, tài chính của chúng ta đang là giật gấu vá vai, cần rót vốn thêm, huống chi tập đoàn tinh nguyệt bỏ vốn khai thác khu đất sân thể dục cũ cũng không phải là chuyện gì xấu, cho dù bọn họ không khai thác nơi này thì sớm muộn gì cũng có người làm vậy. Thị trường Hạ Bá Đạt nói, nhưng điều kiện mà tinh nguyệt đưa ra thật sự hơi quá đáng, cái gì mà khấu trừ từ trong hồi báo lợi ích tương lai. Nói ra chính là không trả một xu nào, bọn họ muốn lấy không khối đất này. Bộ trưởng tuyên truyền Lương Tùng nói, giá đất của sân thể dục quốc tính ra cũng phải từ 5.000 vạn tới 100 triệu, giá mà Tinh Nguyệt đưa ra không cao, nhưng cũng không phải là là quá không hợp lý. Tôi cảm thấy bán đất cho họ cũng không sao cả, dẫu sao thì đất họ cũng chẳng mang đi được. Muốn làm thương nghiệp thì bọn họ tất phải đầu tư vào khu đất này, nếu như thật sự giao khối đất này cho họ làm thương nghiệp, người được lợi cuối cùng vẫn là chúng ta thôi. Lý Bồi Nguyên nói, đất không mang đi được, nhưng lợi ích đạt được từ khu đất này thì bọn họ có thể mang đi được đấy. Đất suốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền thì tôi không rõ, bọn họ trả 500 ngàn có phải là hợp lý hay không tôi cũng không rõ, nhưng tôi biết bọn họ hiện tại một xu cũng không trả. Hạ bá đạt, bọn họ muốn dùng đầu tư cảng nước sâu để ra điều kiện, chén ép chúng ta nhượng lại khu đất của chúng ta cho họ một cách không ràng buộc. Trần Hạo nói, nếu bọn họ không khai thác, khối đất này sẽ nằm yên ở đó, tôi xin hỏi các vị thường ủy ở đây, khối đất này tự nó có thể mang tới giá trị gì không? Tôi thừa nhận yêu cầu bọn họ có chút bất hợp lý, nhưng chúng ta phải biết nhìn xa, việc cấp bách là chúng ta phải xây xong cảng nước sâu, đảm bảo đầu tư của cảng nước sâu, mà tinh nguyệt hoàn toàn có thể cung cấp chỗ tiền này cho chúng ta. Bọn họ muốn khu đất này, chúng ta có thể ra điều kiện, chúng ta có thể đòi gia tăng rót vốn đợt hai của bọn họ, các đồng chí, cảng nước sâu mới là trọng trung chi trọng của sự nghiệp nam tích trong tương lai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 555.